Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần để cùng đánh giá lại toàn bộ kịch bản tình hình thị trường trong tuần vừa qua, và sau đó thì sẽ đi phân tích các cổ phiếu cũng như các nhóm ngành, và sau đó sẽ có một vài nhận định thị trường trong tuần mới. Thế thì ngay từ đầu bản tin video số 118 thì Hùng Lê có nói đến cái câu chuyện là nhìn quanh phố phường, và tất cả mọi nhà đầu tư, tất cả những anh chị em thì đang cho rằng là thị trường sẽ có một cái cú ngã ở vùng 850 điểm đó, và gần như là các anh chị chúng ta phân tích theo kênh và đến cái vùng 850 điểm là dự báo là thị trường sẽ chỉnh và sẽ đổ. Chính vì vậy trong bản tin video số 118 thì Hùng Lê có đề cập đến câu chuyện là bẻ kèo ở vùng 118, bẻ kèo ở vùng 9 VN Index ở vùng 950 điểm. Lý do làm sao? Bởi vì Hùng đã có những cái phân tích rất là chi tiết cho các anh chị em ở trên Zoom rồi. Đó là trong ý đồ trong phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh cùng với phiên giao dịch của ngày thứ sáu đã cho Hùng Lê một số các cái tín hiệu kỹ thuật để có thể nói rằng là tạo lập sẽ có một nhịp đánh lên rất là khỏe, và chắc chắn rằng cái kịch bản mà khả năng là cái kịch bản mà thị trường đổ 800 850 là khó. Thế thì trong tuần vừa qua thì phiên giao dịch ngày thứ hai là VN Index đã đánh break vượt thoát luôn vùng 8560, và trong tuần thì đã có một tuần giao dịch phải đánh giá là một tuần giao dịch thành công của thị trường. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng có thể nói rằng những cái định lượng, những cái phân tích của chúng ta cho đến thời điểm hiện tại như vậy là tạm gọi là đúng đúng xu thế của thị trường, đó là thị trường đã đánh lên rất mạnh từ vùng 850 điểm. Và phiên ngày hôm nay, phiên kết tuần, thì VN Index của chúng ta đóng cửa không được ở vùng 880 điểm, và cao nhất trong phiên đã có lúc lên đến vùng trên vượt 885 điểm. Như vậy là một cái mức điểm rất là tốt, rất là ok. Còn đối với chỉ số VN30 thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, đó là những cái vùng cản ở vùng 800 điểm thì đã vượt luôn trong phiên giao dịch ngày thứ hai, và chính vì vậy nên là VN Index đã VN30 tiếp tục cái vùng cản tiếp theo ở vùng 820 điểm. Và trong những cái phân tích dự định của ông Lê thì tí nữa ông sẽ nói cho cái bản tin phân tích ở cuối cái bản tin này, chúng ta sẽ dự báo VN30 sẽ đi đến ở đâu. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng phái sinh VN30 F1M thì trong tuần vừa qua cũng đã có một tuần có một cái trend tăng rất là đẹp, khi mà VN Index VN30 F1M đã vượt cái ngưỡng đầu tiên, đó là ngưỡng cản vùng 800, và sau đó tiếp tục vượt vùng cản 820 điểm. Thì đấy là toàn bộ những cái ý chính về thị trường, và bản thân thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng cho tất cả các anh chị em trên Zoom. Thì những cái đánh giá về thị trường là thường là tối chủ nhật thì cũng sẽ có một cái đánh giá rất là chi tiết như này, và Hùng có nhấn mạnh lại là nhìn chung là tổng thể thì tất cả anh chị em đều cho rằng là thị trường của chúng ta sẽ có một nhịp chỉnh ở 850. Tuy nhiên với một cái góc nhìn ai cũng nhìn như vậy thì tạo lập thường đi phân tích lại những ý đồ tâm lý của nhà đầu tư, nên Hùng đã phân tích lật kèo ở vùng 850 điểm để thị trường ổn định và tăng giá trong tuần mới. Và phiên giao dịch ngày thứ hai đó là một phiên giao dịch rất là gọi là phiên giao dịch bản lề đó, và tại thời điểm đó thì Hùng Lê đưa ra cái ngưỡng kháng cự của thị trường, đó là VN Index ở vùng 8560, VN30 ở vùng 800 và phái sinh ở vùng 800 điểm, và mạnh hơn thì ở vùng 820 điểm. Đến kết thúc phiên giao dịch ngày thứ ba, tức là ngày 25 tháng 8, đây là các cái mã cổ phiếu Hùng cập nhật nha các chị. Đến ngày 25 tháng 8 thì Hùng Lê tiếp tục có những cái đánh giá tiếp theo về thị trường, bởi vì các anh chị biết rằng là thị trường chứng khoán thì chúng ta phải phân tích và dữ liệu hàng ngày đó. Thì kết thúc phiên giao dịch ngày thứ ba, tức là buổi tối ngày 24 tháng 8, thì Hùng Lê cũng đã có những cái ý để mà trao đổi với tất cả những anh chị em, đó là hiện thực hóa cái kịch bản bẻ gãy ở mốc 850 điểm để đi lên, và VN30 và phái sinh thì đều đóng cửa trên 800 điểm, như vậy là vượt xa kỳ vọng của chúng ta. Và ông có phân tích cái câu chuyện là trên biểu đồ xu thế của phái sinh cũng đã đi đủ 3 sóng ABC, và sóng C kết thúc tại 700 điểm, và kịch bản đẹp nhất là ở trong nhịp sóng này, tức là phái sinh sẽ tăng lên đến 950 điểm, nhưng trước mắt sẽ là vùng 820 điểm và 840 đến 845 điểm. Như vậy là
trong cái phiên giao dịch của ngày thứ hết hết phiên giao dịch của ngày thứ ba thì cũng đã có những cái phân tích định lượng về dư địa của phái sinh có thể đến vùng 820 và sau đó đến 840. Và sau đó thì cũng có đánh giá tiếp cái kịch bản của VN30 sẽ vượt vùng cản 815 và sẽ có thể đi đến vùng cản 840. Còn VN Index của chúng ta thì mốc cản ở vùng 880 điểm và vượt vùng 880 điểm thì chúng ta sẽ có cán tiếp cái cột mốc tiếp theo của thị trường, đó là vùng 900 điểm, đúng không ạ? Đến ngày 26 tháng 8 tức là phiên ngày thứ tư, tối phiên ngày thứ tư thì Hùng có tiếp tục đánh giá tiếp tục về cái câu chuyện về kịch bản của thị trường. Phiên ngày thứ tư, một tuần thì nó có rất là nhiều các thông tin. Thì Hùng có đây, ở đây lúc đó là khoảng 10 rưỡi ngày 25 tháng 8 thì Hùng bắt đầu có những cái đánh giá về cái câu chuyện là nhìn lại cái lịch sử của phiên giao dịch ngày 8 tháng 5. Thì khi đó chúng ta có thể nhìn thấy ở trên cái biểu đồ của VN30 ấy, đây ngày mùng chúng Hùng có lật lại cái lịch sử đây. Các anh chị có thể nhìn lại đây, đây là một cái điểm mà VN30 đánh lên, và VN30 có một tuần tích lũy đi ngang, và sau đó thì một cái lực đánh của dòng tiền của VN30, đây VN30 của phiên ngày, đây phiên đây. Đây các anh chị, đó chính là ngày 8 tháng 5. Thì một cái lực đánh của VN30 rất là mạnh, và sau cái lực đánh này thì dòng tiền tiếp tục đẩy thị trường đi tăng và thị trường của chúng ta đã có một cái nhịp tăng rất là dài. Và sau đó thì Hùng cũng có đánh giá lại, nhìn nhận lại ở góc độ của thị trường của chúng ta ở trong cái giai đoạn hiện tại. Sau khi mà chúng ta có thêm những cái dữ liệu của phiên ngày thứ hai đó, thì chúng ta có thể thấy rằng là sau cũng rất là giống một cái nhịp của ngày 5 tháng 8 và ngày 8 tháng 5, và sau một cái nhịp biên tích lũy nhẹ và bắt đầu có một cái lượng lớn về dòng tiền của VN30 đổ vào, thì như vậy là Hùng đã bắt đầu dự báo một cái kịch bản của thị trường của chúng ta sẽ có những cái tín hiệu tốt hơn đó. Và một cái ý nữa là trong kết phiên đây thì tất cả Hùng có đánh giá những cái ngưỡng hỗ trợ và các cái ngưỡng kháng cự, và kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ năm là một phiên giao dịch mà nhìn chung thì thị trường của chúng ta không đạt được về mặt chỉ số đó, về mặt chỉ số. Tuy nhiên nhìn ở góc độ về nhóm ngành thì chúng ta thấy rằng là nhóm ngành của phiên ngày thứ năm giao dịch rất là tốt. Đây thì cũng có một cái đánh giá đây là đánh giá của phiên 26 là của ngày thứ năm, tại vì nhiều thông tin quá nên là chúng ta cũng đây các anh chị, một cái điểm nhấn kỹ thuật rất là quan trọng đó là phiên giao dịch của ngày thứ năm. Thì các anh chị thấy rằng là cái phiên giao dịch của ngày thứ năm là một cái phiên mà điểm số của thị trường không đạt được như kỳ vọng, điểm số của thị trường không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên ở cái phiên giao dịch ngày thứ năm thì Hùng Lê đã quan sát cực kỳ là kỹ các cái nhóm ngành, và sau đó thì Hùng có đánh giá về một cái kịch bản cho ngày thứ sáu. Đó là gì? Tức là cái phiên của ngày thứ năm các cái mã cổ phiếu mid cap này và các cái mã cổ phiếu vốn hóa lớn là tương đối ổn định, và sau đó thì có thêm các cái nhóm của các cái nhóm ngành cơ bản, ví dụ như là công nghệ, thủy sản, khu công nghiệp, cảng biển, đầu tư công đều tăng điểm. Và xét cái nội lực của thị trường, tức là điểm số thì tăng nhẹ nhưng trong cái nội lực của thị trường thì rất là đẹp đó, và phái sinh thì cũng giữ được ở những cái nhịp ở trên vùng 815 đến 816 điểm, và cái mốc 880 điểm thì sẽ có khi mà cái nhóm cổ phiếu, những cái nhóm cổ phiếu mà gọi là vốn hóa lớn tăng giá trở lại, thì cái mốc 880 điểm thì nó sẽ rất là đơn giản. Và phiên ngày thứ 6 tức là phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là mặc dù là đóng cửa ở mức không, tức là không lấy được ở cái điểm số cao nhất, nhưng ngày hôm nay các cái mã cổ phiếu vốn hóa lớn đã bắt đầu có những cái bước bứt phá để giúp cho thị trường của chúng ta có một cái nhịp rất là ổn định đó. Thì thị trường chứng khoán là gì?
chúng ta sử dụng những cái dữ liệu lịch sử trong quá khứ, dữ liệu phân tích hàng ngày để chúng ta định lượng tiếp, chúng ta nương tiếp theo những cái câu chuyện tiếp theo của thị trường, của phiên ngày mai, của phiên ngày mai nữa. Đó thì cái câu chuyện là khi cái bản tin phân tích tuần thì nó chỉ khái quát lên được những yếu tố như vậy thôi, và chúng ta cần có những cái phân tích định lượng hàng ngày. Và hiện tại thì cái việc là team T0, cái này là mới anh chị nhá, team T0 thì đã team T0 R9 thì các anh chị đã bị tràn room, tức là số lượng thành viên vượt 1.000 anh chị em. Thì Hùng đã tiếp tục ngày hôm nay, thì Hùng tiếp tục là đưa lên trên link của video, đó là room R8, thì bắt đầu sẽ mở tiếp room R8 để cho những anh chị em có thể tham gia, và chúng ta sẽ tham gia room để có thể nhận được một số các cái khuyến nghị của Hùng Lê. Thì cái câu chuyện là vì Hùng Lê có rất nhiều các cái room, chính vì vậy nên là cái câu chuyện là Hùng có hỗ trợ ở trên các cái room này á, thì nó sẽ bị hạn chế hơn, nhưng các cái bản tin hàng ngày thì Hùng đều share lên cho các anh chị, và các anh chị có thể search cái từ khóa Hùng Lê ở trên room đó. Thì hiện tại là Hùng đã mở thêm room R9 và thêm room R8, thì bây giờ các anh chị có thể đăng ký theo link để có thể tham gia những cái room của team Hùng Lê. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi để phân tích lại toàn bộ các cái mã cổ phiếu của chúng ta trong tuần vừa qua. Đối với VIX không có gì đột biến, bản chất thì nó đang có những cái nhịp tạo lập để giữ dòng tiền và kéo lên từ cái vùng hỗ trợ 80, và hiện tại thì VIX đang gặp cái vùng kháng cự ở đây, đó là vùng 90 đến vùng 92. Thì xu hướng trong tuần mới hôm nay thì VIX định vượt 92 nhưng không vượt được và đã trụ lại đóng cửa thấp nhất ở vùng 89.9. Sang tuần mới thì VIX có thể sẽ có những cái xu hướng lình xình đi ngang ở quanh vùng 90 đến vùng 92, và chúng ta sẽ quan sát tiếp các cái động thái tiếp theo của VIX. Khuyến nghị đầu tư không có những cái mã nào mà Hùng khuyến nghị là Hùng sẽ khuyến nghị anh chị nhé, đáng để đầu tư thì Hùng sẽ nhấn mạnh. Vinhome sau một thời gian dài đi ngang ở vùng 80, và như vậy là chúng ta cũng thấy rằng là lực đánh của Vinhome hiện tại đang yếu. Có thể sang tuần thì Vinhome sẽ có thể có những cái điểm chỉnh lại về quanh vùng 76.5, và sau đó thì sẽ có những nhịp tích lũy, thì chúng ta sẽ đánh giá cái kịch bản của Vinhome sau khi mà có phiên giao dịch ngày thứ hai. Bởi vì bản chất là thị trường thì Hùng Lê đang dự báo sẽ còn một nhịp kéo nữa. Chính vì vậy nên là những cái mã cổ phiếu của họ VIX, Vinhome hay là một số các mã cổ phiếu trụ sẽ còn những cái nhịp kéo tiếp theo. Đó, tuy nhiên là chúng ta không có tham gia bởi vì những cái mã cổ phiếu đó nó không có đẹp. VRE gặp vùng kháng cự 27.5 đến vùng 28, và chúng ta thấy rằng một tuần đó nó cũng chỉ đi lình xình được ở khoảng vùng 27.5 đến vùng 28 thôi. Trên ngày và trên đồ thị của VRE thì không có gì đặc biệt dòng tiền đi ngang. Chính vậy cổ phiếu VRE thì cũng chỉ mang cái tính chất là giữ nhịp cùng với nhịp chung của thị trường mà thôi. Cổ phiếu Sabico SAB. SAB hiện tại là đang gặp cái vùng cản ở vùng 187 đến vùng 188, và gần như là 2-3 tuần rồi cổ phiếu này không vượt qua, và vùng hỗ trợ của cổ phiếu này ở quanh vùng 180. Nhìn trên xu thế hiện tại thì Sabico sang tuần sẽ có những cái nhịp chỉnh test lại ở vùng 180, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng với ý đồ tạo lập của thị trường các anh chị nhé, bởi vì đây cũng là một kiểu cổ phiếu tạo lập của thị trường, vì vậy chúng ta phải xem phiên ngày thứ hai để chúng ta xem là cái vùng 180 này không gãy thì rất có thể là Sabico sẽ có một nhịp kéo nữa, bởi vì song trùng với một cái nhịp tăng của thị trường, Sabico sẽ có một nhịp kéo nữa. Vinamilk thì trong kịch bản phân tích đó là Vinamilk sẽ đánh chạm lại vùng 120, và anh chị cũng có thể thấy rằng phiên cuối tuần thì Vinamilk bắt đầu tiệm cận lại vùng 120, và lực đánh về dòng tiền của Vinamilk tương đối là đẹp và khá là ổn định ở trong tuần. Bản thân Vinamilk khi chạm với vùng kháng cự này thì cổ phiếu nó sẽ có những cái sự vận động, đó là sẽ có những cái điểm test lại, thì những cái điểm test lại đẹp nhất của Vinamilk có thể rơi vào vùng 118.
Ý đồ tạo lập có đánh vượt thoát ở vùng 120 hay không? Thì theo Hùng Lê là có, bởi vì trong thời điểm hiện tại thì Vinamilk cũng sẽ là một trụ để đánh lên cùng với nhịp tăng của thị trường. Chúng ta phân tích một số các cái mã cổ phiếu của ngành hàng không VDC. Bản thân VDC không có gì đặc biệt các anh chị, đó đi ngang một tuần như này và những cái mã cổ phiếu như này thì chúng ta cũng tạm thời là chúng ta không có tương tác với nó. HVN vẫn một cái biên đi ngang ở vùng 24 đến vùng 25, cũng không có những cái dấu hiệu gì đột biến. ACV cũng vậy, đi ngang quanh vùng 55. Đó, ngành hàng không gần như là chỉ có duy nhất mã cổ phiếu NCT. Duy nhất chỉ có mã cổ phiếu NCT là đã đạt được cái vùng ở đây, đó là cái vùng kháng cự ở đây là vùng 62.5, và như vậy thì anh chị nào đang còn hàng thì chúng ta cũng canh chốt ở vùng này thôi, cũng không còn cái dư địa để mà tăng nữa. Đó. Ở tuần vừa qua thì chúng ta cũng chứng kiến rằng là dòng tiền bắt đầu quay sang các mã cổ phiếu trụ, và bản thân là trong phiên ngày thứ sáu kết tuần thì đã bắt đầu có một cái dòng tiền bắt đầu có cái dấu hiệu kích hoạt, và đến phiên ngày thứ hai thì dòng tiền này bắt đầu đẩy vào trụ của BVH, cũng là một mã cổ phiếu như vậy. Bản thân BVH thì Hùng có nói với các anh chị rồi, đó là BVH đang trong quá trình tích lũy tạo nền để có thể chuyển thành một pha xu thế dài, bởi vì bản thân là BVH đã có một cái quá trình giảm điểm rất là dài, đó các anh chị có thể nhìn thấy từ vùng 110 và rơi về đến tận vùng 100, rơi về tận vùng 40 ở đây, và bây giờ đang hồi phục ở quanh vùng 45 đến vùng 50. Vậy thì như vậy là cổ phiếu đã mất 50% trị giá, và đến thường về chạm đến cái hỗ trợ này thì cổ phiếu nó sẽ có những cái điểm oàn mình. Đó, những cái điểm oàn mình là gì? Tức là đây các anh chị, đây chính là những cái điểm oàn mình mà Hùng vẽ. Đó, thì cái vùng kháng cự của nó ở vùng 50 thì các anh chị quan sát tiếp các cái điểm mua của BVH thì gần như cũng không còn nữa. Chúng ta phải quan sát thôi. Cổ phiếu Mansan thì Mansan trong tuần, trong cái nhịp phân tích đó là Mansan sẽ chạm lại cái vùng ở đây, vùng 55 đến vùng 56, và trong phiên kết tuần thì Mansan đã đi vào được trong cái vùng này nhưng không giữ được lực tốt nhất của phiên. Và nhìn chung thì với lực đánh này của Mansan thì cũng dự báo là sang tuần, sang phiên giao dịch tuần mới thì Mansan sẽ tiếp tục công lại cái vùng 55 đến vùng 56, vượt thoát cái vùng này thì xu hướng là Mansan sẽ đánh về được đến khoảng vùng 57 đến vùng 58, và các anh chị đang cầm Mansan thì chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta chốt lời. Bởi vì một số các tài khoản đang cầm lại Mansan từ từ những cái phiên phiên giao dịch, gọi là những cái phiên giao dịch mà Mansan bị đổ bể. Ok. MWG trong tuần vừa qua thì cũng chứng kiến một cái lượng cầu cực lớn đổ vào cổ phiếu MWG. Và MWG thì hộp phiên kết tuần là chính là phiên ngày hôm nay thì đã vượt cái kháng cự vùng 90. Và với lực đánh này của MWG thì xu hướng là MWG sẽ chạm lại về vùng 100 trước khi mà MWG chỉnh kỹ thuật ở đây. Đối với MWG thì vẫn là một mã cổ phiếu mà chúng ta nói đến câu chuyện Covid, nó sẽ chịu rất nhiều những cái tác động của cái dịch Covid quay trở lại tập 2. Chính vì vậy nên là những mã cổ phiếu này thì Hùng không có khuyến nghị tham gia, còn anh chị tham gia thì chúng ta cứ tham gia thôi. PNG PNG trong thời điểm hiện tại đó là PNG đang vận động ở quanh một cái biên độ hẹp, và cái biên độ hẹp Hùng phân tích ở đây đó là vùng 56 đến vùng giá 60. Và biên độ hẹp này thì phiên kết tuần thì PNG cũng đã có một cái lực đánh vượt vùng 60, và trên một cái góc độ ngắn hạn thì cùng với dòng tiền đổ vào trụ, tức là dòng tiền đổ vào PNG khá là tốt, thì xu hướng có thể hồi phục lại về vùng 65. Như vậy PNG có thể vẫn còn một cái nhịp tăng ở phía trước ở tuần tới nữa, thì các anh chị mà chúng ta có hàng chúng ta canh để chúng ta chốt thôi, chứ Hùng không có khuyến nghị đầu tư trụ tại thời điểm này. Chúng ta sẽ đi phân tích một số các mã cổ phiếu của ngành nhựa các anh chị nhé. Bình Minh, BMP. Thì bản thân Bình Minh Hùng có đánh giá rằng là cổ phiếu này thì nó đã đi vào một cái trend up, và cái trend up này thì cũng có thể xác nhận là một cái trend trung hạn chung trong cái bối cảnh tổng thể của thị trường. Thì trong nhịp phân tích ở đây đó là Hùng đang kỳ vọng là cổ phiếu này sẽ đánh vượt lại về vùng 60 sau khi mà cổ phiếu đã vượt hết tất cả mọi cái đỉnh đây lần 2 vùng 65.
Ở những cái điểm test kỹ thuật của Bình Minh ở trong tuần được đánh giá là tương đối là đẹp và có những cái điểm test nhẹ về khoảng vùng 55.5 ở đây, và sau đó thì có những cái điểm rút lên ở khoảng vùng 57 đến vùng 58, và như vậy thì cái điểm cách của cái target này khoảng vùng 60 thì nó cũng rất là gần rồi. Thì với xu thế hiện tại của Bình Minh thì hoàn toàn là cổ phiếu này hoàn toàn khả thi cái mức ở vùng 60. Cổ phiếu APH là một cái mã cổ phiếu mới lên sàn, có một cái lực đánh rất là tốt, và chúng ta đã có nói đến những câu chuyện ở vùng giá 55-56 rất là đẹp mà chúng ta không bắt được. Thì bản thân là bây giờ hiện tại APH đã đi về vùng 75 và một cái tuần mà gần như cổ phiếu này cũng bắt đầu cạn dần cái động lực. Thì với cái kịch bản hiện tại thì APH có thể chỉnh về khoảng vùng 70, thì chúng ta sẽ quan sát ở vùng 70 xem cái lực cung cầu như thế nào, thì chúng ta cũng có thể bắt đầu chúng ta sẽ tham gia những cái vị thế ở đây. Về cổ phiếu APH là một cổ phiếu gần như cũng là đầu ngành của ngành nhựa. Rồi, ok, cổ phiếu DAG. DAG là một mã cổ phiếu mà có phân tích ở trong một cái biên độ hẹp, bởi vì mã cổ phiếu này thì cái thanh khoản nó không được lớn, đó là trong cái vùng 5.4 đến vùng 6.2. Và bản thân thì trong tuần vừa qua thì cổ phiếu DAG cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 6.2, thậm chí là vượt, và chúng ta có những cái nhịp phân tích là cổ phiếu này sẽ test cung lại ở khoảng vùng đây, vùng thấp hơn, nhưng trên thực tế là cổ phiếu này cũng chỉ test lại vùng 6.2 thôi, và đang có một cái tuần giao dịch cũng tương đối là ổn định ở khoảng vùng 6.4. Thì những anh chị mà đang có nắm cái cổ phiếu DAG và đã mua theo những cái điểm khuyến nghị Hùng có khuyến nghị dưới này, thì chúng ta sẽ canh nhịp này có thể ra hàng được ở khoảng vùng 6.8 đến vùng 7, vùng 6.8 đến vùng 7, xu hướng là cổ phiếu DAG có thể đánh chạm được về đây. G, một cổ phiếu blue chip khá là già cỗi, và Hùng có phân tích một cái nhịp G từ vùng 31 đến vùng 36-37, và đến thời điểm hiện tại thì G đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu ở đây, đó là vùng giá 37. Thì chúng ta sẽ, những anh chị đang cầm G, chúng ta sẽ canh chốt theo cái nguyên tắc đó là 532, 50% ra hàng ở vùng 37, 30% có thể chờ ở vùng 37.5, và còn lại 20% thì chúng ta xem ở vùng 38. Nếu vượt vùng 38 thì chúng ta sẽ nắm tiếp để chúng ta chơi xổ số, tức là cái phần khoảng giữ lại 20% còn lại đó là chúng ta đua đến ngọn luôn. Khi nào mà chúng ta xác nhận rằng là đã đến ngọn rồi thì khi đó chúng ta chốt đó, bởi vì không ai biết đâu là ngọn cả. Thì bản thân Duy thì cũng đến như vậy thôi, cũng là gọi là hết lực. Chúng ta phân tích một số các cái mã ngành của nhóm ngành công nghệ FPT. Trong cái thời gian vừa qua thì FPT thì Hùng ít có nói đến, và đâu đó có khuyến nghị các anh chị bắt một cái nhịp T3 để đánh về vùng 48-49. Và trong tuần thì khi mà FPT vượt thoát được cái vùng 48 thì chúng ta đã có những cái xây dựng những cái dự báo về khả năng FPT sẽ đánh chạm vùng 51 đến vùng 52. Và phiên kết tuần, đúng không ạ? Phiên kết tuần thì có chạm đến cái điểm ở đây là điểm 51, và đây cũng là cái vùng kháng cự mạnh, thì anh chị nào mà đang còn có hàng thì chúng ta bán thôi. DGW, DGW trong kịch bản phân tích của chúng ta đó là chúng ta vùng 45, 44, 45 hoàn thành rồi, thì Hùng Lê tiếp tục đẩy cái target của nó lên vùng 50. Anh chị có thể nhìn thấy đây, trong tuần thì đã có những phiên giao dịch là cổ phiếu này đẩy qua vùng 50 và thậm chí cao nhất ở vùng 51, như vậy là cũng hoàn thành cái mục tiêu ở trong một cái nhịp tiếp theo như này. Và khi mà cổ phiếu hoàn thành một cái nhịp tiếp theo như này thì chúng ta sẽ có lại một cái biên tích lũy của cổ phiếu ở vùng 48, 48 đến vùng 49, 48 đến vùng 49, và thường là đi mua sẽ có một vài phiên tích lũy đi ngang, và sau đó thì sẽ có một phiên gọi là một phiên nổ vôn á, nổ cầu để có thể kéo vượt thoát. Thì chúng ta sẽ quan sát tiếp cổ phiếu này, bởi vì cổ phiếu này thì bây giờ chúng ta phải quan sát hàng ngày thôi. Nếu một phiên mà đổ cầu mà lực cầu tiếp tục kéo vượt thoát vùng 50 thì chính thức là khi đó chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng một target tiếp theo của DigiWorld, vùng 60. Vùng 60 của cổ phiếu. Và mã cổ phiếu ngành công nghệ là một cái mã nhóm ngành mà Hùng Lê khuyến nghị các anh chị đầu tư, với bởi vì nó sẽ là một cái xu thế của tương lai. Hơn thế nữa, khi dịch Covid-19, các anh chị có thể nhìn thấy báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của nhóm ngành công nghệ rất là khởi sắc, và đây là một nhóm ngành mà dự kiến là sẽ hoàn thành cái kế hoạch sản xuất của năm.
Mã cổ phiếu CMG là một cái mã cổ phiếu Hùng rất yêu thích, và các anh chị có thể nhìn thấy là gần như bản tin nào cũng có phân tích cái mã này. Thì vùng hỗ trợ ở đây có thể tính ở vùng 28 đi, và vùng kháng cự ở đây là vùng 32. Trong trong cái điểm kết tuần của cổ phiếu này, đó là cổ phiếu tuần trước khi Hùng ra bản tin 118 thì cổ phiếu đã vượt thoát vùng 32, và Hùng có dự báo cho các anh chị là cổ phiếu này sẽ test cung lại quanh vùng 32. Và các anh chị nhìn thấy đây là những cái phiên test cung rất là đẹp, và test chạm đến vùng 32.3 thì cổ phiếu bắt đầu kéo lên. Đó đó, cổ phiếu bắt đầu kéo lên. Thay vì các anh chị là chúng ta neo theo những cái phiên bị đua mạnh ở vùng 34 thì chúng ta chờ lại những điểm trả cung. Đó, những cái điểm trả cung là những cái điểm mua vàng của cổ phiếu trong một cái quá trình uptrend, và CMG thì uptrend rồi các anh chị. Mục tiêu của CMG khi mà cổ phiếu vượt 32 cũng đã xây dựng ở đây cho các anh chị, đó là vùng 37. Thì trong tuần là đạt đến vùng 36 và hiện tại là đang có những vùng trả cung. Thì về lý thuyết là sau một cái phiên tăng mạnh như thế này thì cổ phiếu trả cung thôi, nó sẽ trả lại, và những cái điểm trả lại không gãy vùng 34.5 thì CMG sẽ tiếp tục đi. Lịch sử tạo lập của cổ mã cổ phiếu CMG các anh chị có thể nhìn thấy đây, đội đánh đánh từ vùng 15 và tăng lên đến vùng 45, tức là nhân 3 các anh chị nhé, nhân 3. Vậy thì bây giờ chúng ta cứ cho là từ vùng 32 đi, chúng ta nhân 2 đi. Nhân 2 thôi, nhân 1 đi. Nhân 1 là khoảng vùng 45 50, như vậy là chúng ta đã có những cái target rất là cao của cổ phiếu của CMG trên này, và sẽ tiếp tục liên tục cập nhật cho các anh chị. Đó. Những cái nhóm ngành nào đáng để đầu tư thì cũng sẽ nói rất là kỹ luôn các anh chị nhé. Novaland vẫn mang một cái ý tưởng là tạo lập sẽ đánh vượt thoát vùng ở đây, đó là khoảng vùng 64. Bản thân là trong những kịch bản mà Novaland Hùng phân tích ở đây cho các anh chị từ vùng 52 đó và lên tận đến vùng 64, như vậy là cũng đi một cái target tương đối, và đến tại vùng 64 này thì Hùng tiếp tục dò tìm ở đây cái vùng hỗ trợ 62, tức là cái biên 62 đến biên 64. Đó, cổ phiếu này sẽ đi ngang đi ngửa và kết tuần thì không 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 giữ được trên mốc 64, giữ được trên mốc 64 thì đẹp. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại như này thì Hùng vẫn dự báo là Novaland sẽ tiếp tục đánh, và cái nhịp đánh này sẽ đi về khoảng vùng 68 đến vùng 70 thì mới hết sóng của Novaland. Cổ phiếu Cotech Công CTD. CTD là một mã cổ phiếu, các anh chị có thể nhìn thấy cái hình vẽ nhằng nhịt như thế này, bởi vì cái mã này cũng rất là phức tạp. Nó phức tạp ở góc độ trong cái cách phân tích kỹ thuật. Còn trong 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 một cái chen lên của cổ tích công thì Hùng đánh giá rằng cổ tích công đã đi vào sóng trung hạn. Chính vì vậy nên là cái cách định đánh của cổ phiếu trung hạn là sau khi chạm kháng cự thì thường cổ phiếu đã chỉnh lại những cái vùng chỉnh kỹ thuật, và vùng chỉnh kỹ thuật ở đây Hùng đang dự báo ở khoảng vùng 73. Vùng kháng cự ngắn của em này đó là khoảng vùng vùng 80. Ở vùng 80 thì trong tuần này là cổ tích công chưa vượt được, và cổ tích công sẽ chờ lại tích lũy lại ở trong tuần tới. Ok, chúng ta sẽ phân tích HTN một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành xây lắp. Thì HTN thì các anh chị chúng ta có thể nhìn ở trên trend tuần đi, chứ nhìn trên trend ngày nó hơi khó chịu. Em này thì em mới lên sàn thôi. Tuy nhiên là Hùng đang nhìn thấy ở góc độ là có những cái biên tích lũy của cổ phiếu này ở vùng 17.5 đến vùng 20. Và trong những cái phân tích của ông Lê đó là vùng 17.5 lên đến vùng 20 cái đã, và vượt thoát được cái vùng 20 thì chúng ta sẽ nói đến câu chuyện tiếp theo. Và trong tuần thì cổ phiếu này cao nhất cũng gần 19.7, tức là cách cái điểm phân tích của Hùng khoảng vùng khoảng 0.3 nữa thôi. Như vậy là chúng ta cũng có thể thử tính toán xem là 17 là tăng, nếu mà về 20 là chúng ta được 2.500 đúng không ạ? 2,5 mà chia cho 17.5 trên giá vốn, ok các anh chị, 14%, như vậy là quá đẹp rồi. Với quan điểm Hùng là vượt 8%, đó là vượt kỳ vọng. Cổ phiếu HDC, bản thân HDC thì là một mã cổ phiếu về xây lắp, và hiện tại thì HDC đang có những cái thế mạnh gì? Thì các anh chị có thể xem lại, đó là quỹ đất sạch của HDC cũng tương đối là lớn, và cái câu chuyện về xây dựng ở trong Sài Gòn, trong miền Nam, ở nhà ở Bà Rịa Vũng Tàu, rồi ở các cái khu Kiên Giang đang rất là nóng. Chính vậy nên là em này em cũng được sóng sánh từ những câu chuyện đó. Và vùng phân tích từ vùng 15.3, mục tiêu sẽ đi về khoảng vùng 19, 19.5. 19.5 thì trong tuần này là đi được đến vùng 19 rồi, và phiên kết tuần thì không giữ được. Chính vì cái nhịp mà không giữ được như này thì thường là nó sẽ có một cái điểm
trả lại cung ở vùng 18, và từ vùng 18 này thì tích lũy trở lại thôi. Và mục tiêu thì vẫn không có gì thay đổi đối với HDC, đó là mục tiêu thì vẫn cán lại cái vùng 19.5, quay vùng 19.5. Ở Hà Đô, HDG là một mã cổ phiếu cũng rất là tốt, và cũng đã có những phân tích khuyến nghị cho các anh chị mua rồi. Và mục tiêu mua xong thì sẽ đi về khoảng vùng 23.5 đến vùng 24. Vượt thoát được vùng 24 thì chúng ta có câu chuyện tiếp theo, và đây là những cái phiên mà đi về được cao nhất ở vùng 23.4 đó. Gặp cái vùng kháng cự thì thường là cổ phiếu nó sẽ mất rất là nhiều sức để nó leo qua. Và với cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Hà Đô á, thì sang tuần tới cổ phiếu này sẽ có một cái biên ở đây các anh chị nhé. Cái biên ở đây, Hùng vẽ cái biên ở đây này để chúng ta dễ hình dung. Cái biên ở đây, điểm thấp nhất có thể sẽ là vùng 22.5. Vùng vận động ở vùng 22.5 đến vùng 23.5 ở đây. Và mục đích cuối cùng là cổ phiếu này cần phải đánh vượt thoát vùng 24. Và khi cổ phiếu vượt thoát vùng 24 rồi thì chúng ta sẽ có những cái target cao hơn của cổ phiếu. HBC trong tuần vừa qua cũng đón nhận một cái tín hiệu tích cực, đó là đánh vượt thoát vùng 10. Tuy nhiên là cây nến kết tuần như này thì lại quay về vùng 10.5, tức là lửng lơ ở cái biên hỗ trợ. Với việc lửng lơ như này thì chúng ta sẽ cần phải chờ thêm tín hiệu của phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới để chúng ta xem. Xin lỗi cả nhà, thứ ba thì nghỉ lễ rồi, phiên ngày thứ hai. Để chúng ta xem cái biên tích lũy của em này ở khoảng vùng 10 đến vùng 10.3 như nào, và sau đó thì cũng sẽ có những cái định lượng tiếp theo ở trên room. Ở VCS thì cũng chưa có gì đột biến đâu các anh chị. Những cái phiên đánh lên như này á, và chúng ta không cẩn thận là chúng ta neo vào chúng ta toi luôn. Và đây kháng cự ở vùng 65 lại chỉnh giảm lại. Chưa có gì cả. Cổ đông của Đạt Phương thì rất là nóng ruột. Vì sao? Bởi vì Đạt Phương thì khá là tốt. Và mãi cứ lình xình ở quanh vùng ở đây, quanh vùng 22 đến vùng 23. Thì lý do là hiện tại là Đạt Phương đang cứ lình xình như này. Thứ nhất là cổ phiếu này á, nó đang nghỉ dưỡng anh chị, tích lũy sức lấy nền. Và sau một cái thời gian tích lũy sức lấy nền thì chúng ta sẽ có những cái nhận diện. Và ở thời điểm hiện tại là chúng ta có mua thì chúng ta sẽ mua ở một cái vị thế khoảng thu gom khoảng 20% số chúng ta định mua, và chúng ta sẽ chờ đến lúc mà Đạt Phương thực sự có những cái dòng tiền đó. Thì những cái điểm vùng giá thấp ở đây, Đạt Phương thì có thể tính đến tận vùng 20 đó. Thì và cái biên ở đây thì cũng đang để là biên 2 đến biên 23, thì đây những cái biên tích lũy. Và trong cái biên tích lũy này thì cổ phiếu sẽ đánh như nào, chạm hỗ trợ đánh lên và chạm kháng cự đánh xuống, và nó phải đánh đến lúc nào mà cái nhịp tích lũy này thì Hùng không có dám chắc được là khi nào sẽ hết nó, và chúng ta phải chờ thôi, sẽ chờ và sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật để giúp cho Hùng nhận diện cái câu chuyện đó. Mã cổ phiếu CRE thì Hùng đã khuyến nghị lên đến vùng 22.5 đến vùng 23 là chúng ta chốt. Bởi vì chúng ta đã phân tích ở những vùng giá rất là thấp ở dưới này rồi, và chúng ta ăn một khúc thôi, còn một khúc đâu đó ở khúc trên đó thì dành cho những người khác đó. Chúng ta đừng có mong rằng chúng ta ăn trọn một con sóng, một cái con sóng trọn vẹn của cổ phiếu. Chúng ta như vậy là chúng ta đủ rồi các anh chị. 22.5 đến vùng 23 chúng ta chốt. Mã cổ phiếu IDG là một mã cổ phiếu, nó cái tính đầu cơ của nó rất là cao, và Hùng có phân tích ở vùng 13.2. Các anh chị có thể xem lại bản tin, bởi vì những cái mã cổ phiếu Hùng phân tích thì có thể là Hùng sẽ phân tích ở trên room. Và khi bản tin tuần á, thì lên bản tin tuần thì có thể là sẽ một số anh chị sẽ ngỡ ngàng, ô Hùng đã phân tích đâu mà Hùng bảo là Hùng phân tích rồi đó. Thì cái câu chuyện là để về đồng hành với team của Hùng Lê ở công ty chứng khoán VPS á, đó thì có những cái phân tích 3 ngày đó, phân tích những cái 10 ngày đó về vùng 13.2. và khi những anh chị có thể nhìn thấy đây những cái điểm phân tích cách đây 13.2 nói trước đây đó, những cái điểm mà IDG đang vừa có những cái điểm chớm chám ở đây. Và bây giờ thì IDG đang sắp hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của Hùng đặt ra, đó là ở khoảng vùng giá 17. Ở phiên ngày hôm nay đã chạm được vùng 16 rồi, và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của IDG thì không có lý do gì mà không về được vùng 17 cả. Thậm chí là chúng ta nhìn ở trên góc độ là phân tích kỹ thuật tuần á, thì IDG hoàn toàn có thể vượt vùng 17-18, và thậm chí là đi về vùng 2X. Nên là cứ hàng tuần thì cũng sẽ phân tích, cũng sẽ cập nhật thêm.
Trên cơ sở những cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá các anh chị nhé. Một cái mã cổ phiếu rất đẹp trong tuần vừa qua đó là mã cổ phiếu CKG. Thì bản thân CKG là một mã cổ phiếu ở trong vùng xây dựng, ở trong vùng Kiên Giang. Nó thì cũng có nói rồi, cái câu chuyện là em này em mới đang được có những cái sóng sánh, những cái câu chuyện sóng sánh ở trong đó. Thế thì cái điểm kháng cự của CKG ở đây, điểm kháng cự của CKG ở đây đó là vùng 11.5. Thì thường khi gặp kháng cự thì đây phiên ngày hôm nay là gặp kháng cự thì cổ phiếu đổ lại thôi, và những cái điểm đổ lại này thì cũng sao cả, chúng ta sẽ chờ, bởi vì là những cái điểm mà chúng ta phân tích ở đây thường là những cái điểm rất là thấp ở đây. Mục tiêu của CKG thì sẽ cán lại vùng 11.5, cán lại vùng 11.5 và vượt thoát vùng 11.5 thì chúng ta sẽ có tiếp những cái phân tích về target tiếp theo, và xu hướng thì CKG sẽ là một mã cổ phiếu rất là hay trong cái thời gian sắp tới. EDC ở đây cũng là một mã cổ phiếu mà có khuyến nghị trong team và có khuyến nghị để đầu tư. Thì bản thân là trong cái thời điểm hiện tại thì cổ phiếu này cũng đang có những cái điểm rất là đẹp, và những cái vùng ở đây chúng ta có thể thấy là những cái vùng hỗ trợ khoảng vùng 11 đến vùng 11.5, và mục tiêu thì trong nhịp này thì EDC sẽ đánh chạm lại vùng 13. Đánh chạm lại vùng 13, và khi chạm vùng 13 rồi thì chúng ta sẽ có những cái câu chuyện tiếp theo. Và lịch sử tạo lập thì ở đây cũng là một cái mã cổ phiếu mà tính tạo lập rất là tốt. Đó, đội đánh rất là kinh khủng luôn. Mã cổ phiếu nha, thì em này thì chúng ta nên xem ở trên trend tuần, và ông có những cái điểm phân tích, và không biết là bây giờ thì còn ai giữ cái mã cổ phiếu này nữa không, và nếu như các anh chị còn giữ ở cái mã cổ phiếu này thì mục tiêu ở tiếp theo có thể là cổ phiếu này sẽ cán lại vùng 12.5 đến vùng 13, đến vùng này thì chúng ta cũng sẽ canh chốt. Ok, nhóm bất động sản thì chúng ta sẽ nói một số mã như vậy. Chúng ta sẽ phân tích một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí cơ bản thôi. Gas thì nhóm ngành dầu khí thì cũng đã có phân tích và có đề cập với các anh chị rồi, đó là trong cái thời điểm hiện tại thì cũng đang quan sát nhóm ngành này ở một sóng trung hạn, sau một cái kỳ tích lũy dài. Bản thân gas cũng như vậy, đây chính là những cái điểm tích lũy dài của gas, đây chính là những cái điểm tích lũy dài và những cái vùng hỗ trợ của gas ở đây, ví dụ vùng 64.5, và cái biên tích lũy đẹp của gas đó là biên 70. Thì gas đã vượt vùng 70 và trong tuần tiếp tục vượt kháng cự 73, và sau khi vượt kháng cự 73 thì cũng có đề cập đến một cái kháng cự tiếp theo của gas đó ở khoảng vùng 76 đến vùng 77. Và với xu thế hiện tại của nhóm ngành dầu khí thì gas hoàn toàn có thể cán mốc 76 đến vùng 77 ở trong tuần tuần tới, trong tuần tới, và sau đó thì cũng sẽ quan sát tiếp những cái nhịp chỉnh kỹ thuật, và có hay không nhịp này gas sẽ đánh bung cái vùng 75 76 để bắt đầu kéo dài một cái chen, gọi là cái chen dài của gas ở đây, thì sẽ chờ tín hiệu kỹ thuật các anh chị nhé. PLX hoàn thành cái vùng mục tiêu của chúng ta ở đây, đó là vùng giá 53. Sau khi mà cổ phiếu này đánh vượt thoát vùng 48 thì bản thân là PLX trong tuần vừa rồi thì đánh rất là đẹp, và một số các anh chị có hỏi Hùng là có mua PLX không thì Hùng bảo là mua được, và cơ bản thì như vậy là chúng ta đủ T cộng 3. Với một cái lực tăng như tuần vừa qua như thế này thì PLX sẽ có những cái điểm chỉnh trang lại ở quanh vùng khoảng vùng 50. 50 51 thì nói chung là khoảng khoảng ở trên cái vùng này, và từ từ cái vùng này thì chúng ta sẽ xem những cái điểm cầu tích lũy ở đây để xem là PLX có đánh vượt thoát lại vùng 53 hay không, và khi vượt thoát được vùng 53 thì như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta xây dựng một cái điểm cầu tiếp theo của PLX. Mã cổ phiếu PVD và PVS thì cả những anh chị mà tham gia room của Hùng á, thì các anh chị biết được một cái phiên mà Hùng phân tích, đó là khi mà chúng ta có thể nhìn thấy phiên ngày thứ tư khi đầu phiên thì chúng ta nhìn thấy một cái khối lượng bán rất là lớn của PVD và PVS, nhưng chính khối lượng bán lớn như vậy thì chúng ta lại không phải là sợ, đúng không ạ? Chúng ta không phải là sợ. Và tại thời điểm mà khoảng đâu đó khoảng 9 giờ 18 phút
Đó thì ông có đánh giá rằng là hiện tại là ông quan sát thấy là lệnh chất bán của PVD và PVS rất là mạnh, và đây là dấu hiệu để lái dồn tiền đánh break các cái ngưỡng quan trọng. Và đúng ở trong phiên đó thì PVD của chúng ta đã đánh vượt mốc 11, và đối với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của PVD như này thì PVD sẽ có những cái điểm test lại quanh quanh vùng 11, trước khi có một lực cầu mà để kéo cổ phiếu này về lại vùng 12, và có hay không câu chuyện là PVD vượt thoát vùng 12 để đi vào một sóng dài ở bên này cùng với gap đó nối đuôi nhau, thì chúng ta sẽ chờ về kỹ thuật. Đó, chờ các cái tín hiệu của ông Lê sẽ tiếp tục phân tích. PVS đây phiên ngày thứ tư đã dồn tiền để đánh vượt cái mốc kháng cự vùng 12.5, và hai phiên kết tuần thì đang có những điểm test cung lại, và những cái điểm test cung này sẽ rất là đẹp nếu như chỉ có test nhẹ khoảng vùng 12.7, 12.6 trước khi mà dòng tiền quay trở lại, tức là dòng tiền có thể quay trở lại vào sau kỳ nghỉ lễ ngày 2/9, tức là sẽ vào khoảng phiên thứ tư thì kỳ vọng dòng tiền quay trở lại. Và có hay không cái câu chuyện là PVS sẽ đánh vượt thoát vùng 14 đó, chúng ta phải chờ một phiên để chúng ta đánh giá xem tiền quay trở lại như nào. Và PVS đánh vượt thoát vùng 14 thì như vậy là chúng ta cũng đang gọi là manh mún để có thể nói rằng là một cái sóng P nó cũng tương đối là ok ở đây rồi đây đó. Các mã cổ phiếu không có dòng tiền, Hùng không có phân tích. PVT khuyến nghị điểm mua cuối cùng ở đâu đó khoảng 10.7, và mục tiêu tiếp theo của PVT đó là ở khoảng vùng giá 12, và khi vượt thoát được vùng 12 thì khi đó Hùng mới xây dựng cái target tiếp theo của PVT. Còn đây chỉ là đang là những cái điểm mua gom thôi, những cái điểm mua đã khuyến nghị mua gom. Nhóm ngành dầu khí, còn POV kép Oil và BSR thì hiện tại Hùng quan sát thấy là tín hiệu kỹ thuật nó chưa chưa đạt nên là chúng ta sẽ không nói, để chúng ta dành thời gian để chúng ta nói những cái mã cổ phiếu nó đẹp hơn. Chúng ta sẽ nói đến nhóm banh nhé. Ok, Vietcombank thì đối với nhóm banh là một cái nhóm rất là quan trọng, mà Hùng vẫn đánh giá rằng banh sẽ còn một nhịp kéo nữa, và ít nhất là tuần tới sẽ còn một nhịp kéo banh trước khi mà thị trường đổ, thì sẽ còn một nhịp kéo banh, banh sẽ còn một nhịp kéo P, và khi P gặp những cái điểm kháng cự đó thì thị trường trung chỉnh chỉnh xong thì chúng ta sẽ có thể là sẽ có một cái vái vòng quay mới của thị trường, thì cái đó thì Hùng sẽ bám sát thêm các cái phiên, bởi vì mỗi một phiên thì tạo lập nó sẽ có cái ý đồ của nó, và chúng ta sẽ bám sát những ý đồ đó để chúng ta phân tích. Hiện tại Vietcombank thì có thể là đang lình xình đây, đang lình xình ở vùng 83. Dòng tiền như thế này thì nó cũng hơi kém, nhưng trong cái ý đồ tạo lập thì Vietcombank sẽ còn một nhịp kéo nữa, và nhịp kéo này thì có thể Vietcombank sẽ đưa được về khoảng vùng hoặc vùng 87 đến vùng 88, 87 đến vùng 88 đối với Vietcombank. Bit ngày hôm nay có một phiên giao dịch rất là thành công, và có thể nói là Bit có một tuần giao dịch thành công không có đánh giá ở vùng biên 38 và vùng 40. Thì phiên ngày hôm nay thì Bit đã vượt thoát vùng 40, sang tuần thì Bit có thể có những cái điểm chỉnh test cung lại quanh vùng 40, trên vùng 40. Và những cái điểm test cung này không gãy thì Bit sẽ kéo lên khoảng vùng 42. Như vậy là banh vẫn còn một nhịp kéo nữa. Ok. Công thương là một cái mã cổ phiếu mà các anh chị có thể quay ngược lại dòng phân tích của Hùng Lê. Khi những cái bản tin phân tích cùng Lê vào vùng khoảng thời gian 27 tháng 7 đến khoảng đầu tháng 8, đấy là lúc mà ông Lê phân tích một cái chen giảm của nhóm banh và tìm vùng hỗ trợ của banh, thì công thương là ông tìm vùng hỗ trợ 20 đến 20.5 ở đây, và từ cái vùng hỗ trợ này thì phân tích một sóng lên các anh chị, và đó từ vùng 21 đi hôm nay đến vùng 24, target 24, mục tiêu 24 của công thương đã hoàn thành. Và sau khi hoàn thành vùng 24 rồi thì đến thời điểm hiện tại cũng đang nhìn thấy những cái dấu hiệu dòng tiền là công thương sẽ đánh vượt thoát vùng 25, vùng 26, thậm chí trong nhịp này công thương sẽ đi về vùng 27.5. Công thương sẽ không từ bỏ cái nhịp đánh này đâu, công thương đang có một cái nhịp đánh này, và nhịp đánh này cũng là một cái nhịp đánh rất là tốt. Các cái điểm mua ở trên này Hùng không khuyến nghị, và những anh chị
Còn hàng từ những cái vùng phân tích ở dưới này thì chúng ta canh để chúng ta, ví dụ đến vùng 24 chúng ta chốt đi 50%, đúng không ạ? Đúng sơ đồ luôn các anh chị, 532. Đó, đến khoảng vùng 25 đến vùng 26 chúng ta nhả tiếp khoảng 30% tỷ trọng. Vượt vùng 26 chúng ta cầm lại 20% tỷ trọng của công thương để chúng ta đua đến ngọn luôn. Đó, lái thích đua đến đâu chúng ta đua đến đó, rất an toàn luôn, không có vấn đề gì cả. ACB, hiện tại ACB đang có những cái game sâu, nhưng mà chính vì game sâu nên mới đánh vượt lên được vùng 21 sau chia. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của ACB, ACB hoàn toàn có thể cán mốc vùng 22 sau những phiên chỉnh kỹ thuật và neo giữ được ở trên vùng 21. Vượt thoát vùng 22 thì ACB có thể sẽ đánh tiếp lên vùng 24. Lên vùng 24 ở đây, đó, thì chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật của tuần mới để chúng ta xem cái mức độ ổn định của ACB ở khoảng vùng 21.5, quanh vùng 21.5 để chúng ta có thêm đánh giá. Rồi, banh có những em nào đấy nhỉ? MBB, Techcombank. Ở trong nhịp này thì MBB đánh cũng tương đối là ổn định, và cái vùng kháng cự của MBB ở đây vùng 18.5 thì cứ đúng nguyên tắc thôi. Và các anh chị cũng đây, đây chính là thời điểm mà chúng ta nói đến cái điểm hỗ trợ của banh. Mục tiêu đánh của MBB lần lượt hoàn thành vùng 17, vượt thoát vùng 17 thì chúng ta sẽ có vùng 18.5. Hiện tại là đi vào những cái vùng kháng cự này nên MBB đang có những nhịp lừng khừng đi lại vùng 18, và những cái nhịp chỉnh, có thể những cái nhịp test chỉnh kỹ thuật này nó sẽ rơi về vùng 17.5 không gãy thì MBB sẽ đánh lại vùng 18.5 và vượt thoát vùng 18.5 thì chúng ta sẽ có một cái vùng tiếp theo của MBB ở đây ở khoảng vùng 20, và như vậy thì nó cũng sẽ hết banh, hết sóng banh ở cái đoạn này. Lên cái đoạn lưng chừng này là không có khuyến nghị mua nữa anh chị nhé, không có khuyến nghị mua nữa. Mua chỉ có quan điểm Hùng là thế, Hùng luôn tìm những vùng hỗ trợ để mua, còn lên lưng chừng là không mua. Techcombank là thi gan nhưng mà em ấy không về. Ok, không về thì đây ở vùng 20 đi đánh chạm được vùng 22 thế thôi. Tech thì nó cũng chỉ nằm trong biên này thôi, không có hơn. Nếu mà hơn mà những đua ở đây, những anh chị đua vào đây thì có lỗ thôi. Đây nữa, đó, những cái vùng kháng cự này chỉ có lỗ thôi. Chúng ta có rất nhiều những mã cổ phiếu ở bên ngoài có cơ hội tốt, chúng ta không có gì, chúng ta phải HD Bank và VB Bank. HD Bank vùng 28 khuyến nghị chốt một phần. Nhịp này đang lình xình ở quanh vùng 28 đi ngang thiết chặt ở cả một tuần, và những điểm ở trên 28.2 thì nhịp này VB Bank còn dư địa nhé, còn dư địa có thể kéo lên được vùng 3x hết phim, và chúng ta canh để vùng 29.5 đến vùng 30 chúng ta chốt. Ở VB Bank đây, những cái điểm phân tích về VB Bank rất đẹp ở đây. Mục tiêu lên vùng 22, vượt thoát vùng 22 chúng ta có vùng 24, và vùng 24 thì bắt đầu chúng ta chốt đi 50% tỷ trọng, neo lại ở vùng 24 đến vùng 26 này, nhả nốt nếu có, và cũng hết với VB Bank. Chúng ta phân tích một số các cái mã banh khác, STB mà mọi người cũng đang rất là quan tâm. Đối với STB vùng kháng cự đây các anh chị, vùng 11.5 chúng ta canh, chúng ta chốt hàng chấm hết. SHB trong thời điểm hiện tại thì bắt đầu có dòng tiền đánh lại, có những cái dòng tiền sóng sánh đánh lại như này. Thì những dòng tiền sóng sánh đánh lại này thì một số các anh chị cũng đã bắt rồi, chúng ta chờ SHB vượt thoát vùng 14 thì đâu đó nhịp này kỳ vọng SHB sẽ đánh chạm lại vùng 16, và chúng ta cũng sẽ canh chốt một cái lợi nhuận đâu đó khoảng trên 8% là ok. Ở vùng 14 SHB cũng mua được đấy các anh chị. Sang tuần có những cái điểm dưới vùng 13.8, 13.9. Đó, những cái điểm đó là chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể mua được. Phương Bank, Liên Việt Postbank. Em này thì chúng ta phân tích ở vùng 7.78 và kháng cự ở khoảng vùng 9.5. Sơ sơ bộ như vậy thôi, chứ còn đánh dài thì cũng chưa nhìn thấy dài đâu các anh chị. Cứ kháng cự chúng ta bán đi, chúng ta làm kèo khác. VIB là một cái mã cổ phiếu cực kỳ khỏe của nhóm ngành ngân hàng. Các anh chị có thể thấy được là cái mật độ phân tích của VIB, Hùng phân tích từ những cái thời điểm rất là sớm và lần lượt cán các cái cột mốc 20,
Rồi sau đó tiếp tục cán cột mốc 22, vượt vùng 22 thì đang phân tích một cái kèo gọi là kèo xổ số. Vượt thoát vùng 22 thì chúng ta neo giữ lại khoảng tầm đâu đó khoảng 10% nữa thôi, thì chúng ta sẽ chờ ở vùng 23 đến vùng 24. Được, nói chung là kéo lên đến tầm đó thì coi như cũng gọi là hết sóng. Đây là từ cái đoạn 22 cộng trở đi là chơi xổ số, kiến thiết dòng banh. Đây các anh chị có thể nhìn thấy đây, những cái mật độ về phân tích của VIP. Đây là cách đây 2 ngày và xa nhất của VIP 3 tháng các anh chị, 3 tháng, 2 tháng. Sau 2 tháng, cách đây 2 tháng là hoàn thành cái vùng, đây là vùng trước chia đó, và tiếp tục có những phân tích tiếp theo về xu hướng đó. 1 tháng trước phân tích xu hướng chạm vùng 20 cộng nhịp này của VIP. Đây lúc đó VIP đang đồ thị đâu của VIP đang bé tí bé tẹo thế này. Đây là trước chia. Nhóm cổ phiếu banh, các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê một mã cổ phiếu BVB mới lên sàn. Bản thân BVB á, là ông này là cái ông mà ông sẽ cần thời gian để ông ấy tích lũy lại, và cái những cái vùng điểm mà tích lũy của em này đẹp ở quanh vùng 10.5. 10.5. Đây là vùng mà chúng ta hoàn toàn có thể tham gia vị thế, bởi vì VIP, BVB và VCI cùng một độ đánh. Ok, sẽ phân tích sang nhóm ngành chứng khoán và phân tích luôn VCI, bởi vì là hai ông này nó là cùng nhau. Thì VCI trong cái quá trình mà chúng ta phân tích là cũng có phân tích ở vùng 20 và biên kháng cự của nó ở vùng 24. Và bản thân thì VCI trong phiên mà VCI vượt thoát ở vùng 24 đây thì khuyến nghị mua. Khuyến nghị mua vị thế. Khuyến nghị mua vị thế xong thì cổ phiếu tăng trần, và phiên ngày hôm nay thì VCI đang có những điểm test kỹ thuật. Đây gọi là những điểm test kỹ thuật. Còn nhìn ở trên góc độ trend tuần các anh chị, trên góc độ trend tuần thì VCI hoàn toàn có thể trong nhịp này ít nhất là sẽ cán mốc 40. Xin lỗi cả nhà, trước mắt ở đây là mốc bao nhiêu đấy ạ? Mốc 30 và vượt thoát 30. Khi mà VCI vượt thoát mốc 30 á thì lúc đó thì VCI sẽ có một cái trend gần như là một cái trend rất là dài. Đây các anh chị nhìn những cái yếu tố tạo lập của VCI đánh ở đây rất là đẹp luôn, và khi VCI bước vào những cái trend đánh như này thì rất là tuyệt vời luôn. Không biết là cổ phiếu này sẽ đánh đi đâu về đâu, nhưng ít nhất là bây giờ chúng ta sẽ kỳ vọng ở mốc 3x đã, sau đó chúng ta sẽ nói tiếp những câu chuyện tiếp theo. Thì nhắc đến nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta có thể thấy rằng là những phiên giao dịch của thị trường của chúng ta đang khoảng tầm độ 10.000 tỷ một phiên trên 3 sàn, thì ai sẽ là người hưởng lợi? Công ty chứng khoán sẽ là người hưởng lợi. Ok, vậy thì cái trường lợi đó nó sẽ đến phải có những cái câu chuyện, và sau đó thì cái nhóm ngành chứng khoán là cái nhóm ngành mà cũng đang tìm xem là tại sao mà bây giờ sóng nó chưa vào đó. Thì bản thân đối với HCM sau một cái nhịp ở đây này đó, và chúng ta tìm về cái vùng hỗ trợ 15 đến 16 này, tiếp tục đánh lên vùng ở đây là tiếp tục đánh lên vùng 18 này, vượt thoát 18. Đây vừa thoát 18, đây một cái hình vẽ mô phỏng câu chuyện vừa thoát 18 thì sẽ có đánh lại cái vùng kháng cự đây, đó là khoảng vùng 19.5 đến nền 20. Và trong phiên kết tuần hôm nay là một cái lượng hàng cũng xả tương đối của HTM, và với cái lượng xả hàng như này chúng ta sẽ chờ xem cái tín hiệu của phiên ngày thứ hai. Nếu như phiên ngày thứ hai mà HTM không vượt thoát được vùng 19 ấy, thì như vậy là chúng ta phải nếu chúng ta còn cầm hàng á, cầm mua được ở những vùng thấp thì chúng ta cũng thể hiện được khóa lợi nhuận, bởi vì như vậy là có thể là một cái lực bán sẽ đến ở cái vùng 19.5 đến vùng 20, đấy là vùng kháng cự mạnh, lên đến vùng 19, trên vùng 19 là bắt đầu bán rồi. SSI thì đã vượt được vùng 15, tuy nhiên là lực cầu như thế này á, lực cầu như thế này thì cũng chưa ổn lắm. Sang tuần phiên ngày thứ hai sẽ có những điểm đình trình lại ở trên vùng 15. Chúng ta sẽ quan sát lực cầu để chúng ta đánh giá thêm xu hướng của SSI. SSI trong nhịp chỉnh giảm là chúng ta tìm cái vùng hỗ trợ ở đây, vùng 13 đến vùng 13.3. Đối với SHS trong nhịp đánh này thì dòng tiền cũng đang hơi yếu. Dòng tiền thế này thì cũng chưa đi được, và khi mà những cái bản tin mà Hùng phân tích từ vùng hỗ trợ của SHS ở đây là vùng 8.5 đến vùng 9.2, mục tiêu đánh lại về vùng 11, vừa thoát vùng 11 thì xu hướng đi về vùng 12.
Trong tuần thì cũng gần chạm được vùng 12 và sau đó đang có những điểm đình trình ở đây, thì với những cái điểm đình trình này thì SSS cũng cần thêm thời gian để có thể có những cái điểm tích lũy ở đây. MBS đi vào vùng tích lũy. CTS thì xu hướng sẽ chạm lại vùng 7 thôi, sẽ chạm lại vùng 7. Từ vùng 6 chạm lại vùng 7. Và tạm chạm lại vùng 7 thì xu hướng lại có những điểm test kỹ thuật ở đây. Ok, nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta chỉ đi như vậy là cũng là tương đối rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành thép và sau đó sẽ đi phân tích một số mã cổ phiếu cơ bản khác. HPG hiện tại là đang có những cái điểm neo ở quanh trên vùng giá 24. Trên vùng giá 24. Và lực đi thì không rõ, và với cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại như thế này thì chúng ta chỉ phải quan sát tiếp thôi. Quan sát tiếp ở cái biên HPG khoảng vùng 24 đến vùng 24.5 để có thêm định lượng. HSG thì vùng kháng cự, đó, vùng kháng cự dày của cổ phiếu hôm nay HSG thì tín hiệu kỹ thuật như này là xấu rồi. Vùng kháng cự dày của em này đó là vùng 11.5 đến vùng 12, và chúng ta thấy rằng là cả một tuần thì cổ phiếu lình trình ở quanh cái vùng 11 đến vùng 12 không thoát được, và phiên kết tuần thì cũng lực bán tương đối là mạnh. Nam Kim, trong số các mã cổ phiếu của ngành thép thì Nam Kim lại nổi lên như một một mã cổ phiếu rất là đẹp. Sau một phiên lực đánh đây của Nam Kim và đã có những phiên test như này thì xu hướng Nam Kim sẽ đi về lại khoảng vùng 8, và các anh chị lưu ý là chúng ta mua là mua những cái điểm theo vị thế, theo những cái điểm như thế này. Còn bây giờ cổ phiếu đã lên đến vùng 7.5, 7.6 rồi thì chúng ta sẽ không nên đua nữa, bởi vì vùng kháng cự của nó ở đây sẽ là ở vùng 8 rồi. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu khác. Cổ phiếu ba con A. Đối với ba con A, dòng tiền ở trong thời điểm hiện tại là tương đối ổn định và tương đối tốt đấy các anh chị. Và khi mà cổ phiếu ba con A vượt thoát đây ở trong phiên này thì cũng đã có khuyến nghị chúng ta mua. Và mục tiêu ngắn thì chạm lại vùng 13. Trong tuần thì lên được 12.7, gần chạm đến 13 thì cổ phiếu đang tụt lại. Thì cái điểm tụt lại này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở vùng 12.5 ở đây các anh chị. Có những cái điểm test cung ở vùng 12.5, những cái điểm test cung này mà không gãy và lực cầu vẫn tiếp tục duy trì ổn định được thì như vậy là mục tiêu vùng 13, thậm chí là những cái điểm tích lũy dày ở đây sẽ rất là tốt cho ba na có thể vượt thoát một cái sóng dài hơn, vượt thoát một cái sóng dài hơn đó. CVT, mã cổ phiếu CVT cũng hiện tại cũng tương đối đẹp và tương đối ổn định, một số các anh chị thì cũng đã bắt được ở những cái vùng giá rất là thấp. Và mục tiêu của CVT bây giờ sẽ chạm lại vùng 19, vùng kháng cự 19 ở đây, và trong tuần thì cũng chưa chưa thực sự là mạnh, và với tín hiệu kỹ thuật này thì chúng ta cũng phải chờ thôi. Hôm nay cao nhất được khoảng đâu đó 18.55 và sau đó thì tụt lại ở cuối phiên. Phú Tài PTB. Hiện tại thì có những câu chuyện liên quan đến xuất khẩu gỗ các anh chị, hiệp định EVFTA. Tuy nhiên là để cái câu chuyện đó thì nó cũng khá là dài. Còn về góc độ kỹ thuật thì trong những cái phân tích kỹ thuật ở đây đó là cổ phiếu này sẽ đánh chạm lại vùng 47.5, và trong cái bản tin video số 118 thì cổ phiếu này đã chạm về vùng, tức là đã vượt thoát được vùng 47.5 rồi, và xu hướng ở trong tuần thì phiên ngày thứ hai là Phú Tài đánh lên, và bây giờ thì Phú Tài đang đi vào gọi là đội đầu ở khoảng vùng 51.5 đến khoảng vùng giá 52. Đây là cái vùng kháng cự và Phú Tài cần phải vượt qua. Xét trên góc độ kỹ thuật về dòng tiền thì sau khi mà Phú Tài đi như này thì Phú Tài sẽ có những điểm test lại, những cái điểm test cung ở đây thì có thể ở vùng 50 thì chúng ta sẽ quan sát thêm. Hiện tại thì dòng tiền đang bắt đầu có dấu hiệu là đánh 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 em này rồi, thì những cái tài khoản mà chúng ta chưa có thì chúng ta hoàn toàn có thể quan sát ở khoảng vùng 50, chúng ta sẽ canh để chúng ta bắt đầu vào vị thế của Phú Tài. Và trong nhịp này thì
xu hướng của Phú Tài là cũng cũng tương đối đẹp rồi đấy. VEA thì trong thời điểm hiện tại là dòng tiền nó hơi kém, và phiên kết tuần thì là một cái phiên mà nổ vốn thôi, và việc nổ vốn như này thì anh chị có thể nhìn thấy đây là một phiên kéo lên, sau đó thì Phú Tài sau đó thì VEA cũng bị giảm này, sau đó chạm vùng kháng cự thì VEA cũng bị giảm này. Và đối với VEA trong thời điểm hiện tại thì cũng tìm một cái biên ở biên 40 đến vùng 546. Đó là vùng đây là vùng kháng cự, đây là vùng kháng cự của Phú Tài của VEA. Và chúng ta thấy rằng là trong những cái điểm kháng cự đó là cứ chạm kháng cự thì cổ phiếu đổ lại, chạm hỗ trợ thì lại mua lên. Và với việc là cổ phiếu này về đến vùng 46 rồi thì anh chị nào có hàng thì chúng ta canh để chúng ta chốt thôi. TLG. TLG thì em này thì em đánh hơi chậm nhưng mà cũng được, không sao cả. Ở vùng 33 khuyến nghị mua, mục tiêu thì sẽ chạm lại ở khoảng vùng 38, và có vượt thoát được vùng 38 hay không thì cần phải chờ, bởi vì lịch sử của TLG là đánh cũng rất là kinh điển đó, và khi có khi là vượt vùng 38 là coi như là kéo luôn đấy. Thì đây là một mã cổ phiếu mình cũng có phân tích khuyến nghị đầu tư. LTG có liên quan đến câu chuyện xuất khẩu gạo, tuy nhiên là xuất khẩu như thế nào thì cũng không biết. Đó là vùng hỗ trợ 17, chúng ta quanh mua vùng 7-18, và kháng cự của em này vùng 21.5 thì chúng ta cứ bán đi. Mạnh hơn thì có thể kéo được vùng 22 đến vùng 24. Đó, những cái vùng đó là chúng ta chốt hàng đúng theo chiến thuật 532 chúng ta làm. FRT thì mới chia cổ tức xong. Bản thân FRT trong trong thời gian qua thì cũng có tìm một cái vùng ở đây thôi. Vùng hỗ trợ khoảng vùng 20, và vùng kháng cự của em này khoảng vùng 23.5 đến vùng 24. Trong tuần thì FRT cũng đã vượt vùng kháng cự 24, tuy nhiên cái đoạn này thì nhìn thấy cái lực đánh của FRT không thực sự là khỏe lắm. Nên là vùng 24 rồi lên đến cái vùng kháng cự nho nhỏ ở đây khoảng vùng 25 thì khả năng là cổ phiếu sẽ chỉnh, nên là đến cái vùng này thì các anh chị còn hàng, ta canh để chúng ta chốt. PAC. PAC chúng ta nhìn ở trên góc độ trend tuần thì các anh chị, PAC đây là trong một cái quá trình mà PAC chuyển mình để có thể chuyển sang một cái kênh xu thế dài, xu thế trung hạn. Thì những cái điểm mà phân tích cùng đấy có phân tích rồi cho các anh chị rồi, và bây giờ chúng ta chỉ nói đến giá thôi. Thì câu chuyện bây giờ là đang cần để cổ phiếu này vượt thoát ở đây, đó là vượt thoát cái vùng 23.5 với một cái lực cầu chắc chắn. Anh chị lưu ý là với một cái lực cầu chắc chắn, với lực cầu của PAC hiện tại như này thì nó cũng chưa chắc chắn, và cũng sẽ cần thêm thời gian để kiểm định lại ở trên cái vùng 23.5 đến vùng 24. Còn bản thân những cái điểm mua ở dưới này thì chúng ta cứ tiếp tục chúng ta nắm giữ thôi, chúng ta chờ một cái chen dài. TDM TDM nhịp này thì cứ khoảng vùng 25.5 đến vùng 26 thì chúng ta chốt tạm thôi các anh chị. Đoạn này cũng cổ phiếu này đánh cũng hơi chậm, và chúng ta thôi, chúng ta ăn một đoạn ngắn ngắn thế thôi. Từ vùng 22.5 đến vùng 23. DHC. DHC thì đây. Mục tiêu của DHC là cán mốc 46 và vượt được cột mốc 46 thì chúng ta sẽ có target 50, nhưng mà như thế này là không vượt được rồi các anh chị. Lên đến vùng 46 và dập dìu như này thì chúng ta những tài khoản mà anh chị đang nắm cổ phiếu này, chúng ta lưu ý là sang tuần mới nếu như cổ phiếu này gãy vùng 44 thì chúng ta bán ra thôi. Bán hết ở vùng 44, chúng ta không còn nắm giữ nữa. Ô tô hàng xanh HAX. Ô tô hàng xanh á, thì Hùng có đề cập rồi, vùng kháng cự của cổ phiếu này đó là vùng 13.5 đến vùng 14, và đến cái vùng này thì chúng ta cũng theo nguyên tắc là chúng ta sẽ bán đi 50%, bởi vì chúng ta hoàn thành cái vùng giá mục tiêu. Vượt thoát được cái vùng 14 thì sẽ có thể đi tiếp lên đến vùng 16, và sau đó thì chúng ta bắt đầu đánh xổ số. Còn ngược lại, nếu như cái vùng 13.5 này cổ phiếu bị gãy với một phiên bán mạnh thì chúng ta bán tất toán để bảo toàn lợi nhuận. Ok. VOC là một cái mã cổ phiếu mà nó có game.
Lần lượt và VOC thì vùng 25 là ông đã khuyến nghị các anh chị mà mua được trong team của ông Lê mua được là chúng ta sẽ ra đi 50% tỷ trọng. Và sau đó thì chúng ta tiếp tục neo lại chúng ta chơi xổ số. Xổ số thì có thể kéo lên đến vùng 3x nên các anh chị, cổ phiếu này thì không nói trước được điều gì đâu. Sang tuần tới thì cổ phiếu có thể sẽ có những cái nhịp loanh quanh lại ở khoảng vùng 24. Vùng 24 này không gãy thì cổ phiếu lực cầu tiếp tục quay trở lại khoảng trên 500k một phiên thì cổ phiếu này sẽ tiếp tục kéo. Đây cũng là một hiện tượng lạ của cổ phiếu, và khi cổ phiếu đã gọi là bay vi vút như này thì cũng không biết là bay đến đâu, và chúng ta sẽ trên vùng 25 là chúng ta sẽ đánh xổ số. Ngày hôm nay có trong buổi tối ngày hôm qua thì cũng có phân tích cổ phiếu BMI. BMI và cũng có phân tích khá là chi tiết, khá là chi tiết ở trên Zoom. Và cổ phiếu này thì cũng đáng để đây một số các cái phân tích kỹ thuật và góc độ kỹ thuật thì cũng có dự báo chỉnh lại về vùng 23.5, vùng 23 đến vùng 23.5. Tuy nhiên trên thực tế thì BMI phiên ngày hôm nay là đã không có chỉnh về được đến vùng 23.5 đâu các anh chị, đến vùng 23.8 là gần như là cổ phiếu bắt đầu kéo lên. Thì chúng ta quan sát thêm thôi, bởi vì là phiên thị trường thì có thể phiên thứ hai thì thị trường sẽ có những cái nhịp nhún ở đầu phiên, thì có thể BMI sẽ có những cái vùng giá mục tiêu ở khoảng vùng giá 23.5, 23.6. Nói chung là chúng ta tùy cái lực cầu để chúng ta tăng, gọi là chúng ta ăn theo lái mà các anh chị, chứ đừng có cứng nhắc quá. Đó thì Bình Minh xin lỗi cả nhà, BMI trong cái nhịp này thì đầu tiên sẽ đánh về khoảng vùng 26 đến khoảng vùng 28. Và đang kỳ vọng nhịp này là BMI sẽ đánh đấy, sẽ đánh, và lịch sử tạo lập của BMI thì cũng rất là tốt. Chúng ta có thể nhìn ở trên trend tuần thì như này, chúng ta nhìn thấy đây một cái trend đi dài của BMI, và gần như thì BMI cũng đã đi chỉnh xong ba cái sóng ABC, và đây là bắt đầu hình thành một cái xu hướng mới, thì đây cũng là một cái nhịp rất là đẹp để chúng ta có thể đón đầu BMI. Rồi em nào nữa nhỉ, AV thì Hùng vừa mới lọc ra thôi. AV các anh chị quan tâm cho Hùng ở khoảng vùng 5.7 đến vùng 6 hoàn toàn có thể mua vị thế. Mã cổ phiếu này thì Hùng sẽ phân tích ở trên room, tại vì mã này thì Hùng mới lọc thôi. VCR thì cũng khuyến nghị chốt rồi, trên vùng 20 cộng là gần như cũng đây cũng là một cái mã cổ phiếu đánh rất là kinh khủng. Và cái mã cổ phiếu này thì cũng không biết là đánh về về đến đâu, nhưng mà chắc là đích tiếp theo sẽ ở khoảng vùng 25. Rất là mạnh. Rồi chúng ta phân tích một số các mã cổ phiếu mà dự kiến là sẽ được hưởng lợi từ câu chuyện đầu tư công. PLC, đối với PLC chúng ta đã phân tích một cái nhịp rất là dài rồi. Và đến thời điểm hiện tại là đang kỳ vọng ở vùng 22, và trong tuần thì cao nhất ở đây là khoảng vùng lên đến vùng 21.7, và PLC thì lại đang kết tuần thì đang có những điểm chỉnh lại về khoảng vùng 20.5 và 20.6. Thì đối với PLC thì chúng ta sẽ quan sát tiếp những cái nhịp test kỹ thuật đó, những cái nhịp test kỹ thuật, và đối với PLC thì cũng chốt, gọi như là các anh chị cũng bắt đầu là chốt, gọi là chốt dần từ những cái target đạt được, ví dụ như ở cột mốc 20 rồi cột mốc 21 đó. Thì đối với mã cổ phiếu này thì cũng đã có một cái nhịp tăng, các anh chị có thể nhìn thấy đây cũng tăng rất là đẹp, và cái vùng kháng cự đây là vùng kháng cự 22, thì vùng kháng cự này cũng là một vùng kháng cự mạnh, chính vì vậy nên là cổ phiếu sẽ cần thêm thời gian ổn định tích lũy lại ở nền 20 đến nền 22, và có hay không câu chuyện vượt thoát thì cũng sẽ tiếp tục có những cập nhật tiếp theo. C4G là một mã cổ phiếu mà nó cũng được hưởng lợi từ đầu tư công. Nôm na là phân tích đâu đó từ vùng 7.5 và đến thời điểm hiện tại thì đang loanh quanh ở vùng 9. Chúng ta sẽ nhìn ở trên góc độ trend tuần. Ok. Cổ phiếu này thì nó đi hơi chậm một tí, nhưng mà Hùng rất thích đi chậm, nhưng mà chắc túc tắc đi cũng được, không sao. Mục tiêu thì cổ phiếu này đánh về mệnh 10. Và như vậy là từ vùng 8, mà cứ cho từ vùng 8 đi, vùng 8 lên 12. 2 trên 8 là được bao nhiêu nhỉ? 2 trên 8 là được 25% các anh chị ạ. Đang tính cua ở trong lỗ thôi, nhưng mà không, nhưng mà
khả năng là cũng được đấy. Còn hiện tại là bây giờ về đến vùng 9 là đã được 25 chia đôi đi, đã được khoảng tầm độ 13%, 12-13% rồi. VCG. VCG thì em này thì đánh sốc, và chúng ta gần như cũng không thể bắt được. Nhưng mà con này cũng là một mã cổ phiếu, nó sẽ được hưởng lợi từ câu chuyện đầu tư công và dự án đường cao tốc Bắc Nam. Một mã cổ phiếu IDC, IDG là rất nhiều những anh chị em bắt được nhá. Con này thì lại ngon. Bởi vì khi Hùng phân tích ở đây, ở trong một cái nền nền phân tích của Hùng đó là nền 18.5 đến nền 19, và cái nền này thì rất nhiều những anh chị em là có xem những cái bản tin video của Hùng Lê thì đã bắt, và đến thời điểm hiện tại thì cổ phiếu này đã về đến tài khoản rồi. Vượt thoát vùng 22, tức là trên góc độ cây nến tuần của em này đã vượt vùng 22. Thì chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo của tuần tới. Vùng 22 này không được gãy, nếu mà gãy thì nó lại hỏng các anh chị nhé. Nếu mà gãy thì chúng ta chốt đi. Còn nếu như nó không gãy thì chúng ta ôm tiếp, ngon đấy. Không gãy vùng 22 thì IDG sẽ là một trong những mã cổ phiếu mà cũng sẽ có những cái trend đánh rất là dài, rất là đẹp. IDC. Mã cổ phiếu KSB. KSB trong tuần video tuần trước thì Hùng đã có đưa cho các anh chị là trong tuần mới thì KSB sẽ vận động ở quanh vùng 27.5 đến vùng 29. Và các anh chị thấy đấy, một tuần đúng không ạ? Cổ phiếu này vận động này. Phiên ngày hôm nay là phiên đánh được lên cao nhất ở đây là vùng 29.4, và sau đó thì không giữ được, và phiên kết tuần thì lại một lần nữa mon men đến vùng 29 nhưng bị đạp lại. Thì cái câu chuyện là gì? Câu chuyện là khi cổ phiếu đi về những cái vùng kháng cự á thì thường là như vậy. Đó, thường là như vậy. Thì có hai cách mà chúng ta phản ứng ở vùng kháng cự, đó là chúng ta có thể chốt một phần. Rồi sau đó chúng ta quan sát tiếp, nếu như cổ phiếu mà bị gãy ở đây, ví dụ như là chúng ta bị gãy cái mốc 27.5 thì chúng ta sẽ bán hết, ví dụ như vậy. Nếu không gãy 27.5 thì chúng ta chờ những cơ hội là để xem cổ phiếu có thoát được vùng 29 không. Thoát được vùng 29 thì như vậy chúng ta sẽ có những cái target tiếp theo ở vùng 32 đến vùng 34. Và nguyên tắc của Hùng là gì? Căn cứ dữ liệu thực tế để chúng ta phân tích, chứ chúng ta không có nói những cái gì nó là cao xa cả. Và cái câu chuyện là KB đang dừng lại ở vùng 27.5 đến vùng 29. Các anh chị khi nghe Hùng phân tích, nghe rõ mạch và nghe rõ ý đồ để tránh chúng ta hiểu sai về ý đồ phân tích của Hùng. Cổ phiếu DHA, DHA cũng là một coi như một ông em của KSB. Và trong cái câu chuyện mà chúng ta phân tích DHA không biết là bao nhiêu lâu rồi các anh chị. Bây giờ cũng không nhớ nữa tại vì nó nhiều cổ phiếu quá. 22 ngày đưa vào tầm ngắm, và sau đó thì lúc đó em này ở giá bao nhiêu nhỉ? Ở giá 32. Ở giá 32. Từ cái vùng đây. Đây đúng rồi, đấy từ vùng này là bắt đầu phân tích và mục tiêu chạm vùng 4x. Phiên ngày hôm nay hơi xấu một tí nhưng không sao cả, với lực cầu như thế này thì không có gì cả. Và vẫn một câu nói, đó là DH sẽ có những cái điểm kiểm tra sức khỏe ở đây. Ở vùng 37.5, nếu vùng 37.5 gãy thì anh em ơi chúng ta bán nhanh, bán vội, bán hết, bán tất tay. Còn vùng 37.5 không gãy chúng ta sẽ chờ ở đến vùng 40. Vượt thoát vùng 40 thì đi đâu nhỉ? Vượt thoát vùng 40 thì thôi cũng không biết đi đâu. Nói chung là đánh xổ số, trên vùng 40 là đánh xổ số đối với DH. HT1. HT1 là rồi, rất nhiều những anh chị bắt được HT1 và tương đối thành công đúng không ạ? Bởi vì HT1 đã đánh lên vùng 16 và mục tiêu của chúng ta là đánh chạm vùng 16 các anh chị. Sau khi HT1 có những điểm test kỹ thuật ở đây, đó là điểm 14 không gãy thì cổ phiếu đánh chạm vùng 16 và đạt mục tiêu. Và thường khi chạm vùng 16 thì cổ phiếu sẽ có những cái điểm test cung, test kỹ thuật. Đó, thì các anh chị bám sát được những cái điểm mà Hùng phân tích ở đây thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể chốt bớt đi một phần 16 xong đấy chờ những điểm test cung. Thì về mặt lý thuyết là những điểm test cung của hạt HT1 là sẽ không gãy vùng 15.5, phiên ngày hôm nay là 15.45 nhưng có thể phiên ngày thứ hai thì sẽ có những cái điểm lình xình quanh khoảng vùng 12. À xin lỗi cả nhà, 15.3. 15.3. Đó, sẽ có những cái điểm test ở đây và những cái điểm test này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát, không gãy thì HT1 lại chúng ta lại
kỳ vọng tiếp theo ở target ở vùng 17, và muốn lên được 17 thì cái vùng 12 15.3 này các anh chị nhé, nhớ cái vùng 15.3 đó. Rồi còn mã nào nữa không nhỉ? Đầu tư công xong rồi, hết rồi, xây lắp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ điểm qua một số các cái mã ngành tiếp theo. Cao su, ship, quốc đảo ship. Ship hoàn thành vùng giá mục tiêu, ship vừa mới chia xong và hoàn thành vùng giá mục tiêu 95. Có thể ship sẽ có những cái nhịp kéo lên đây nữa thôi, kéo lên được đến khoảng vùng 100 nữa thôi, nhưng quan điểm của chúng ta đã có những cái vùng phân tích từ vùng 83. Từ vùng 83 anh chị lên đến vùng 95 được rồi. Đủ. Biết đủ là đủ. PHR thì trong trong kịch bản mà chúng ta phân tích, PHR đó là vùng 50, là vùng hỗ trợ các anh chị nhé. Tất cả những bản tin gồm đều nhắc đến vùng 50 và kháng cự của nó là ở vùng 55. Trong tuần trước thì đã vượt thoát vùng 55. Và khi vượt thoát vùng 55 ấy, thì cũng có nói đến cái vùng 57, đó là những cái vùng test cung, và cổ phiếu này cần phải test cung ở vùng này. Những cái điểm test cung của PHR trong tuần vùng này giá là tích cực, như thế này là tích cực đấy anh chị. Và chúng ta sẽ xem cái vùng 57 của cổ phiếu này phản ứng như nào. Không gãy vào lực cầu, tiếp tục quay trở lại khoảng 3 triệu cổ phiếu một phiên, thì chúng ta có tiếp vùng 65. Các anh chị lưu ý những điểm mua trên này những điểm mua nó đã bị sai về mặt xu thế, và nếu như chúng ta mua thì chúng ta sẽ bị chấp nhận một cái cuộc chơi, đó là bất lợi về giá vốn, đúng không ạ, so với những cái điểm mà chúng ta mua hỗ trợ ở dưới này đó, thì những cái điểm ở trên này nó sẽ bị bất lợi về giá vốn và cái mức độ rủi ro của chúng ta nó sẽ cao hơn. GVR là một mã cổ phiếu khuyến nghị đầu tư. Ô, phiên ngày hôm nay lấp gáp nhiều thế nhỉ, mãi mới lên được 12.5 lại lấp xuống vùng 12 rồi. Điểm mua của em này là vùng 11.3 11.4, ở dưới này 11.5 11.6 gì đấy thì mở điểm mua hết, và mục tiêu ngắn thì đánh chạm vùng 12.5 đến vùng 13. Em này đánh lên được 12.45 thì hôm nay lại trả hết cung. Ok thôi, được rồi, không sao cả, trả hết ở đây thì chúng ta sẽ chờ lại vùng 12. Về bản thân thì em này thì cũng có nói rồi, chúng ta chỉ ăn được khoảng tầm 5-8% thôi. DRC có một cái lực cầu đánh lên, nhưng mà thời điểm hiện tại thì DRC cũng thấy cũng chưa thực sự là mạnh, bởi vì cái vùng cản của DRC ở đây này là vùng 17.5 đến vùng 18, nó cũng tương đối là dày, chính vì vậy nên nó cũng khá là khó. Một số các mã cổ phiếu của ngành điện, GEC đã đánh vượt vùng 22, nhưng mà cái câu chuyện là có giữ được vùng 22 không, thì bây giờ GEC sẽ có những cái điểm test lại ở vùng 21.5 đến vùng 22. Không gãy vùng này, chúng ta sẽ đề cập target tiếp theo của GEC ở khoảng vùng 24. Đây thì GEC sẽ có những điểm chỉnh như này, bởi vì trong cái yếu tố tạo lập của GEC ngày lịch sử đó, là GEC cũng có những cái điểm đánh rất là khủng đấy. Hình chữ V rất là đẹp. Thì sau khi kéo qua thì sẽ có khoảng thêm 1 đến 2 phiên kiểm tra cung cầu ở khoảng vùng 22, vùng 21.5, 22, không gãy vùng này. Sẽ tiếp tục đánh lên. TV2 hiện tại thì cũng chưa có gì đột biến các anh chị. Mã cổ phiếu NT2. NT2 là một mã cổ phiếu mà Hùng khuyến nghị đầu tư. Bởi vì NT2 là một mã mà rất là đẹp trong những cái trend sóng, và các anh chị có thể lật lại những cái điểm mà phân tích ở đây. Từ đâu đó khoảng vùng 19.5 này, và mục tiêu là lên vùng 23. Thì như vậy là đến thời điểm hiện tại trong cái bản tin cái tuần của chúng ta thì NT2 đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu phân tích ở đây, đó là vùng 23. Vượt thoát vùng 23 thì chúng ta tiếp tục có điểm cầu tiếp theo ở vùng 25, và trong cái lịch sử tạo lập của NT2 thì hoàn toàn có thể đạt được cái điều đó. Phiên kết tuần là không giữ được trên mốc 23, chứ nếu giữ được trên mốc 23 thì rất là đẹp. Mục tiêu của chúng ta của NT2 vẫn ở vùng 25. HND thì xem trên trend tuần thì nó có khi hợp lý hơn. Vùng kháng cự của em này đang là khoảng vùng giá 19.5 và vùng hỗ trợ của nó là vùng 16.5, thì cứ chạm hỗ trợ chúng ta mua, chạm kháng cự thì chúng ta bán, tạm thời như vậy. Và khi câu chuyện này mà em này mà vượt được vùng 20 thì khi đó chúng ta sẽ có những cái câu chuyện phân tích định lượng tiếp theo.
Thủy sản thì chúng ta chỉ phân tích một số các cái mã cổ phiếu thôi, MPC. Minh Phú đã chạm lại vùng 28 này, thì những anh chị nào mà chúng ta đang cầm nắm Minh Phú thì chúng ta cũng chốt thôi. Nhóm thủy sản trong cái thời điểm hiện tại cũng không có nhiều dư địa để tăng trưởng đâu, bởi vì là dịch Covid thì gọi là cái xuất khẩu của tất cả các ngành nói chung và ngành thủy sản nói riêng sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, nên là Minh Phú thì trong nhịp này đó là vùng Hùng có nói đến vùng 26 và đánh lên vùng 28, 28 cộng đã chốt. ACL không phân tích trong nhịp này. VHC Vĩnh Hoàn. Vĩnh Hoàn cũng chạm vùng mục tiêu rồi các anh chị, chạm vùng giá 40 mục tiêu rồi. Đó thì chúng ta cứ nôm na là chúng ta chạm hỗ trợ thì chúng ta mua và chạm kháng cự chúng ta bán thôi. Vĩnh Hoàn chạm kháng cự anh chị nhé. CMX cũng một số các anh chị đang cầm lại. CMX trong nhịp này thì có thể đi được đến vùng 16, đến vùng 16.5. Mạnh hơn thì có thể đi được vùng 18, nhưng mà với lực cầu mà đi như thế này thì CMX cũng không 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 thực sự là mạnh, nói chung là chỉ chạm lại đến đây. Có khi là chạm lại vùng 16 cộng một tí là lại chỉnh lại. FMC. FMC ok, chạm vùng kháng cự 30 rồi các anh chị, chốt thôi. Cứ cái đoạn này là chốt ngắn đã, bởi vì là chúng ta những cái mã ngành này gần như là chúng ta chưa chủ động được, nên là cứ gặp cái kháng cự là chúng ta chốt ngắn đã. Và cái vùng hỗ trợ của FMC nên vùng 24 đến vùng 25 là chúng ta phân tích rất nhiều, và gần như đấy là cái điểm tì bật của cổ phiếu, thì chúng ta thường là chúng ta sẽ phân tích dài ở đấy. Nhóm ngành dệt may chỉ nói đến mã cổ phiếu TCM. TCM thì mục tiêu là đánh chạm vùng 23, thì trong tuần vừa rồi là cũng suýt soát chạm vùng 23 và đang có những nhịp chỉnh lại. Thì sẽ chờ với lực đánh của TCM thì hoàn toàn cổ phiếu này có thể vượt vùng 23 và đi đến về vùng 26 đến vùng 25 26. TCM, QNS ngành mía đường. Nhiều anh chị đang cầm QNS thì bản thân là QNS là hoàn thành lần lượt hoàn thành vùng mục tiêu 35 và bây giờ đang nâng lên ở khoảng vùng 38.5. Và với lực đi hiện tại của QNS thì vùng 38.5 cũng hoàn toàn có thể khả thi, và trong cái nhịp này thì QNS có thể đánh chạm về vùng 4x và chúng ta canh để chúng ta chốt thôi. Còn bây giờ QNS thì không biết đánh đến đâu. SLS thì chúng ta nhìn trên trend tuần đi, mục tiêu của SLS đó là đánh về vùng 8x này, xong đó từ vùng 8x ổn định thì đánh lên vùng 110x. Ok, bản thân thì SLS là một cái mã cổ phiếu thanh khoản thấp, nhưng mà trong lịch sử thì SLS cũng đã có những yếu tố tạo lập rất là tốt và hoàn toàn có thể đạt được đến những cái điểm này. Và những cái điểm mua hình như đâu đó chúng ta phân tích của em này cũng khá là sớm. Nhóm ngành cảng biển VSC. VSC phiên ngày hôm nay như thế là VSC bị chốt rất là mạnh rồi. Một lực chốt tương đối là mạnh, và cổ phiếu này thì cũng đã không giữ được ở cái mức cao nhất trong cái mục tiêu của Hùng Lê, đó là chạm vùng 36 đến khoảng vùng 37. Sau khi cổ phiếu này hoàn thành vùng giá mục tiêu 34 thì đối với những tài khoản mà đang cầm VSC chúng ta lưu ý, nếu như trong phiên ngày thứ hai tuần tới VSC bị phá vùng 34 thì chúng ta sẽ bán hết tất toán cổ phiếu này. Còn nếu mà vẫn giữ được ở vùng giá 34 thì chúng ta sẽ tiếp tục giữ để có thể chốt ở vùng 35 đến vùng 36. HAH là một mã cổ phiếu về nhóm ngành cảng biển mà có phân tích đề cập đến, không không biết là các anh chị có thể xem lại đâu đó ở khoảng vùng giá 9.7 đến vùng 10 hay đâu đó khoảng vùng 11 đó. Mục tiêu của cổ phiếu này sẽ cán lại đây đó là vùng bao nhiêu đấy, vùng 12.5 đến vùng 13. Và trong tuần vừa qua thì cổ phiếu này liên tục là chạm cái vùng đây là vùng kháng cự và hiện tại thì chưa vượt được vùng 13. Thì đó thì khi chạm về cái vùng kháng cự này thì các anh chị của chúng ta cũng hoàn toàn có thể là chúng ta sẽ chốt bớt một phần để an toàn, và trong trường hợp nếu như cổ phiếu không vượt thoát được vùng 12.5 thì như vậy là chúng ta cũng canh để chúng ta chốt, đúng không ạ? Như vậy là rất là an toàn trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư. Cổ phiếu Gimenez, GMD là gặp khó rồi.
GMD gặp khó ở vùng đây, ở vùng 23 đến vùng 24, và các anh chị thấy trong tuần là phiên cao nhất ở đây là đạt được đến vùng 23.9 và sau đó thì đi ngang ở trong cái biên này. Và bản thân thì khi mà GMD đi về đến cái vùng 23 thì cũng đã cho em ấy một cái chuồng để em ấy giao dịch, và cái chuồng này thì đấy, một tuần cổ phiếu đã giao dịch ở trong cái chuồng này. Và tín hiệu này á thì chúng ta cần phải rất là lưu ý. Sang tuần tới nếu trường hợp mà cổ phiếu này bị gãy vùng 23, ok các anh chị, chúng ta tất toán toàn bộ GMS để chúng ta bảo toàn lợi nhuận, bởi vì những cái điểm mà chúng ta bắt GMS ở dưới này rất là ok rồi. Nếu như mà không gãy vùng 23 vẫn tiếp tục lình xình được ở khoảng vùng 23.5 thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm để chờ đợi cái cơ hội là có đánh vượt thoát được vùng 24 để chúng ta có những cái target cao hơn. CCL thì nó mang cái tính đầu cơ, và CCL thì cũng đã chạm cái vùng giá mục tiêu ở đây là vùng 8 và cái vùng mà chúng ta có nói đến khoảng vùng 6.5. Ở phiên này chạm 8 và không giữ được đổ về 7.7, sẽ chờ thêm cái tín hiệu kỹ thuật của tuần tuần mới. Nói chung đấy, thường là chạm kháng cự, các anh chị có thể thấy không, chạm kháng cự là thường là cổ phiếu hay bị đổ lại đó. Chúng ta phân tích nhóm ngành phân bón BFC, phân bón Bình Điền đó, BFC gần như là cũng hoàn thành cái vùng giá 16 và cái vùng giá phân tích ở vùng 11, thì các anh chị cũng có thể thấy cho là 12 đi, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái BFC đã tăng được bao nhiêu phần trăm, và đây là một mức tăng khá, mức tăng rất là khá. Và mã cổ phiếu này thì team của Lê cũng rất nhiều anh chị mua và chốt lãi được rất là thành công. Bản thân BFC sẽ có những cái điểm test cung lại, những cái điểm test cung lại ở khoảng vùng 15, khoảng vùng 15 ở đây, và vùng 15 mà không gãy thì như vậy là chúng ta sẽ chờ đợi để em này đánh lại về vùng 16, mà vượt được cái vùng kháng cự 16 này thì khi đó chúng ta sẽ nói đến target tiếp theo, và có thể sẽ ở khoảng vùng 18 của BFC. Và như vậy là cái mức tăng của cổ phiếu này cũng rất là ok. Xét trong lịch sử về tạo lập đây các anh chị, khi cổ phiếu bước vào một cái trend tăng trung hạn đó, thì cổ phiếu sẽ tăng rất là dài đó, sẽ tăng rất là dài, và trên cái đà tăng đó sẽ có những điểm chỉnh kỹ thuật. Thì bây giờ BFC đã về đến vùng giá mục tiêu 16 rồi, thì sẽ có những điểm chỉnh kỹ thuật và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát những điểm chỉnh kỹ thuật ở đây. Đạm Phú Mỹ, Đạm Phú Mỹ thì trong tuần trước là đã có một cái phiên đánh vượt thoát rất đẹp ở đây, và dự báo rằng là cái cổ phiếu này có thể sẽ chạm lại những cái vùng test ở biên trên khoảng vùng 15.5. Và trong tuần thì đây các anh chị có thể nhìn thấy những cái điểm test lại ở vùng 15.5, và phiên kết tuần thì đang ở 15.75. Một số các anh chị có hỏi Hùng là bây giờ kịch bản nào cho em này, thì cơ bản là vẫn là một trong cái biên này thôi, tức là vùng 15.5 đến vùng 16 thì cổ phiếu sẽ có những điểm test cung ở đây và không gãy. Nói chung là đẹp nhất là lấp cái gap này ở khoảng vùng 15.5 không gãy thì cơ hội để đi về vùng 17 18 là còn. Đạm Cà Mau, các anh chị có hỏi Hùng có mua không thì Hùng bảo là không mua, bởi vì Đạm Cà Mau thì đây cái vùng kháng cự gần gũi ở đây rồi, 9.5 thì chúng ta mua làm cái gì nữa, đúng không ạ? Và đây cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu đẹp ở khoảng vùng 8 đó, trong cái nhịp giảm này chúng ta phân tích về 8, thậm chí là còn có cả vùng 7.78 đến vùng 8, đó là cái biên hỗ trợ đẹp thì chúng ta canh những cái vùng hỗ trợ chúng ta mua thôi. Nhóm ngành chăn nuôi chúng ta có mã cổ phiếu VLC. VLC là một mã cổ phiếu mới kính con, à không mới đâu các anh chị, khả năng là phân tích cũng phải từ từ cái vùng 22 đây ở đây này, xong có những cái vùng trả cung đẹp của cổ phiếu ở đây này ở khoảng vùng 25.5, và mục tiêu của VLC thì sẽ đánh chạm lại về vùng 32 đó. Và ở đây là một mã ngành nông nghiệp, và đây là em của GTN và em của Vinamilk, và anh Vinamilk anh cả chạy như thế thì em này em cũng sẽ chạy thôi. GTN thì bây giờ cái dòng tiền đánh như này cũng rất là đẹp rồi, và cũng gần như là không không có đỉnh nữa. GTN thì xu hướng là sẽ kéo về vùng 28, 28 cộng, song trùng với Vinamilk đánh nhịp này. Lực cầu đang tương đối là tốt. Anh chị nào mà đang nắm thì chúng ta chờ để chúng ta nắm tiếp thôi. KDF cũng là một mã cổ phiếu rất là khủng hoảng, và các anh chị nhớ lại những cái điểm mà phân tích ở vùng 30,
30-31 ở đây để chờ mua, nhưng chỉ vì là cầu toàn quá nên là một số anh chị là ta không bắt được, chứ còn không thì chúng ta nâng cái điểm lên ở vùng 32, thì bây giờ hôm nay đã lên đến gần 42 rồi. KDF rất là đẹp, và kể cả đến cái vùng 37 38 ở đây, à vùng ba mấy ở đây này. À vùng 37 38 thì Hùng cũng khuyến nghị là trong team của Hùng này bắt lại. Muộn nhưng không sao cả, bởi vì chúng ta vẫn còn cơ hội và mục tiêu sẽ đi về khoảng vùng 4x, thì hôm nay là đi về vùng 4x rồi. Xu hướng ngắn hạn ở vùng 45. KDF sẽ đi về khoảng vùng 45. KDC thì Hùng không có kết, nhưng mà KDC thì cũng đang tăng khá là đẹp, và với xu hướng hiện tại của KDC thì có thể là sẽ kéo, KDC cũng sẽ tiếp tục kéo về khoảng vùng 40 đuổi theo KDF, nhưng mà KDC thì không khuyến nghị mua nữa. Chúng ta phân tích một số các cái mã ngành của nhóm ngành công nghiệp các anh chị nhé, sau đó thì chúng ta sẽ đi nói đến câu chuyện về thị trường. SZL như thế nào nhỉ? SZL hoàn thành vùng giá mục tiêu 55, và Hùng có nói với các anh chị đây là cái điểm phân tích cuối cùng của Hùng. Từ vùng 55 đến vùng 60 đó là vùng xổ số, các anh chị có thể tùy, các anh chị có thể nắm hoặc không nắm. Tiếp, bản thân tiếp trong thời điểm hiện tại là đã hoàn thành gần như tất cả các cái mốc 25, 26, và chúng ta có đưa ra một cái biên cho tip ở vùng 24.5 đến vùng 26, trên vùng 26 cộng đến vùng 30 đó là vùng đánh xổ số thôi, và chúng ta giữ lại một ít để chúng ta gọi là neo đến ngọn thôi. Còn lại là tip là cũng một cái mã đánh từ vùng 18 và đã lần lượt nhả ở những cái vùng 22, 25, 26 rồi, bây giờ sẽ chờ lại một ít nữa thôi. SNZ, SNZ cũng là một mã cổ phiếu rất là mạnh anh chị, từ vùng 21 đến vùng 23 và chúng ta lần lượt phân tích lên đến vùng 32, bây giờ vượt thoát vùng 32 rồi thì chúng ta đang phân tích lên vùng 38. Bản thân là khi cổ phiếu có những điểm test kỹ thuật ở đây, những cái điểm test kỹ thuật của 32 rất là đẹp đây, không gãy thì cùng tiếp tục đề cập đến một cái target tiếp theo ở vùng 38, và từ vùng 32 đến vùng 38 ở đây cũng là vùng mà chúng ta oánh xổ số thôi, và những cái vùng này thì chúng ta giữ lại một cái phần hàng cơ bản, khoảng tầm độ tỷ trọng còn lại khoảng tầm độ 20 đến 30% hàng. SZC như nào đây nào? Như vậy là SZC cũng đã đi về đến những cái target gọi là rất là cao rồi, vùng 26 đến vùng 27. 2 tuần cổ phiếu này đi ngang và đang có những cái phiên đánh vượt thoát vùng 27, 27 sao chia các anh chị nhé, vùng 27 sao chia. Thì với cái tín hiệu đánh vượt thoát này thì cũng đang kỳ vọng thêm một cái nhịp đánh nữa là từ vùng 27 đến vùng 3, 29, 29. Trước chia là 30 còn sau chia là 29. Thì đây cũng là một cái nhịp mà gọi là nhịp đánh xổ số cuối cùng của cái nhóm ngành bất động sản công nghiệp. GIL cũng hoàn thành hết tất cả các vùng giá mục tiêu rồi. Và trong cái kịch bản mà phân tích tuần trước đó là vùng 24, vùng 24, vùng 23. Vùng 23 đến vùng 24 không gãy ở đây, thì đây chúng ta sẽ có thêm một cái nhịp đánh nữa là khoảng về khoảng vùng 26. Ngược lại như cổ phiếu này bị mất khoảng vùng 23 thì như vậy là chúng ta cũng hiện thực hóa thôi, bởi vì là cũng một cái nhịp tăng thần thánh rồi, lãi rất là lớn rồi. Nhóm ngành khu công nghiệp chúng ta phân tích từ tháng 4 các anh chị. PXL thì phiên ngày hôm nay cũng là một phiên đánh tương đối là đẹp, và PXL thì vùng kháng cự ở đây rồi, vùng kháng cự ở vùng 12 rồi, các anh chị nào mà đang còn hàng thì chúng ta canh để chúng ta chốt thôi. Còn cái vùng hỗ trợ ở đây các anh chị này, vùng 9.3 này cũng có phân tích này, 9.3 đánh lên vùng 10 này, vượt thoát vùng 10 thì phiên ngày thứ 6, phiên ngày thứ 5 là vượt thoát vùng 10 thì cổ phiếu này sẽ đi lên vùng 11 và thậm chí có thể kéo vùng 12 thôi. D2D. D2D. Tuần trước kéo rất là mạnh để đi về vùng giá mục tiêu 65, vượt thoát vùng 65 thì đâu đó còn một cái ngưỡng ở đây khoảng vùng 70 đến vùng 71, 72 ở đây này, 73 ở đây này. Thì trong tuần là cổ phiếu này đây các anh chị đây, nhớ đây bản tin kịch bản phân tích tuần này.
chạm vùng 65 này, có thể chỉnh kỹ thuật không gãy ở khoảng vùng biên trên 62.5 thì sẽ đánh một nhịp nữa khoảng vùng 70 đến khoảng vùng 72, 73 ở đây, thì coi như cũng là chốt hạ ở cái nhịp này, và có thể là chờ thị trường chỉnh xong thì chúng ta sẽ có những cái câu chuyện tiếp theo. Ok, như vậy là Hùng Lê vừa mới cùng với các anh chị chúng ta phân tích điểm qua về tất cả các mã cổ phiếu của các cái nhóm ngành cơ bản. Thì nhìn chung trên một ý đồ tổng thể thì Hùng đã có phân tích ý đồ tổng thể từ phiên ngày đáo hạn hợp đồng phái sinh cho đến thời điểm hiện tại là đã qua một tuần. Thì tuần vừa qua là một cái tuần giao dịch rất là thành công, và bản thân những phân tích định lượng của Hùng Lê về việc là chúng ta bẻ gãy cái kịch bản là thị trường chỉnh ở 700 tạ. Thị trường chỉnh ở 850 điểm thành công và đã vươn lên cột mốc lần lượt ở các mốc 860 điểm và sau đó là cột mốc 880 điểm. Vậy thì với một cái câu chuyện là phiên kết tuần không giữ được ở một cái trạng thái tốt nhất của thị trường thì rất nhiều những anh chị bây giờ đang phân vân là thị trường như nào, đi tiếp hay chết hay dừng hay là đổ hay là bị chỉnh giảm ở trong tuần mới. Thì với quan điểm của Hùng như này, Hùng sẽ đi quan sát rất là kỹ từng cái phiên giao dịch, và mỗi một phiên giao dịch là một tín hiệu kỹ thuật, và tín hiệu đó thì Hùng đưa ra phân tích xào nấu, nhìn ngắm, rồi sau đó thì Hùng sẽ biến thành những cái phân tích kỹ thuật chi tiết cho các anh chị em ở trên Zoom đó. Thì cái câu chuyện là phiên giao dịch kết tuần ngày hôm nay, chỉ số VN Index của chúng ta không đạt, đó là không đóng cửa trên vùng 880 điểm. Tuy nhiên nhìn trên góc độ kỹ thuật là những yếu tố tạo lập về dòng tiền và cái cách đi của thị trường thì trong phiên ngày thứ hai thị trường sẽ lấp lại cái điểm gap của cái nhọn trên này, tức là sẽ ngồi lại trên vùng 880 điểm, bởi vì xu thế là banh sẽ còn một nhịp kéo, P sẽ còn một nhịp kéo, cùng với đó thì các trụ sẽ còn một cái nhịp kéo cuối cùng, và tất cả các nhóm ngành thì đang tăng rất là tốt, và những cái điểm tăng đó thì cổ phiếu bắt đầu tích lũy trở lại. Và trên góc độ hiện tại thì Hùng đánh giá rằng cái nhóm mic nhóm la cap, tức là những cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn của thị trường thì sẽ còn một cái nhịp kéo nữa, và cái nhịp kéo này thì cũng là cái nhịp kéo cuối cùng. Chính vì vậy nên là chúng ta sẽ chuẩn bị một cái tư thế sẵn sàng cho một cái nhịp chỉnh của thị trường. Anh chị lưu ý, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, và khi nào có tín hiệu chỉnh thì Hùng sẽ có những cái phân tích ở trên room. Bởi vì cái nhịp chỉnh đó thì có thể nó sẽ nằm ở giữa tuần, nên là cuối tuần thì Hùng mới có bản tin, nên các anh chị phải rất là thông cảm. Và hiện tại thì Hùng đã cập nhật tiếp cái room T0 thứ hai ở đây, room R8, thì các anh chị có thể đăng ký tham gia vào cái team này để chúng ta bắt đầu có thêm những cái cập nhật và những cái định lượng của Hùng Lê. Thì thường là những cái bản tin phân tích trong đêm á, trong ngày á, thì Hùng sẽ share lên các cái room free, tức là cái room mà hỗ trợ cộng đồng nhà đầu tư á. Đó. Rồi ok, và dòng tiền tiếp tục về VN Index của chúng ta khá là ổn định, khá là tốt. Trong phiên ngày thứ hai sẽ là một phiên bản lề, Hùng sẽ chờ đợi cái câu chuyện là VN Index của chúng ta có một cái cây nến kết của ngày thứ hai như thế nào, thì Hùng sẽ có thêm những cái định lượng tiếp theo. Đối với chỉ số VN30, đối với chỉ số VN30 phiên một tuần giao dịch thành công, tăng đúng không ạ? Tăng rất là ok luôn, vượt thoát vùng 800 điểm và hiện tại là thỏa mãn điều kiện của Hùng Lê, kỳ vọng của Hùng Lê đó là kết tuần ở vùng 820 điểm và tạo lập cũng rất là khéo ở vùng 821 điểm. Ở vùng này thì dòng tiền tiếp tục đổ vào VN30 tương đối là mạnh, tức là dòng tiền tập trung đánh trụ, đánh các mã cổ phiếu vốn hóa lớn. Thì sau một cái nhịp đánh các cái mã trụ, các cái mã cổ phiếu vốn hóa lớn á, thì như thế nào anh chị? Thì thị trường sẽ đổ rất sâu, tức là sẽ có những phiên mà thị trường sẽ mất 30-40 điểm trong một phiên. Đấy là những phiên cực kỳ khốc liệt của thị trường. Nên là ở thời điểm hiện tại chúng ta phải thận trọng hơn, và chúng ta phải rón rén hơn, và chúng ta phải bám sát hơn các cái tín hiệu kỹ thuật của thị trường để chúng ta có những phân tích định lượng tiếp theo. Còn trong phân tích định lượng và trong kỳ vọng của Lê thì VN30 sẽ đánh lại về vùng 840 điểm đến vùng 850 điểm đối với VN30. Còn VN Index của chúng ta thì sẽ tiệm cận lại vùng 900 điểm. VN30 F1M trong một cái trend tăng cũng rất là đẹp luôn, và trong phiên ngày thứ hai thì cũng tạo gap để vượt thoát vùng 800 điểm.
và đi về vùng kháng cự 820 điểm. Và ngày hôm nay thì tạo lập cũng cũng đóng cửa tương đối khéo, 823 điểm các anh chị, mặc dù trong phiên đã có những cái thời điểm mà cao nhất ở 831 điểm và không giữ được ở cái vùng 830 điểm, rất là tiếc ở cái phút cuối. Thực ra nếu hôm nay phái sinh đóng cửa được ở trên vùng 825 điểm thì nó là đẹp nhất, nhưng mà xuống 823 điểm thì ok, tức là vẫn đang nằm trong cái biên kỹ thuật về dự báo một cái trend xu thế. Và trong kịch bản phân tích và trong định lượng thì cũng đang kỳ vọng là phái sinh trong nhịp này sẽ đánh chạm lại về vùng 840 điểm đến 845 điểm. Về đến vùng này, tức là thị trường còn một cái nhịp kéo cuối cùng, và nhịp kéo này gọi là nhịp kéo nước rút. Và sau một nhịp kéo nước rút thì thường thị trường sẽ giảm rất là sâu, nên là bây giờ là chúng ta chuẩn bị sẵn tinh thần. Và theo Hùng thì tuần tới thì chúng ta bắt đầu hiện thực hóa dần cái lợi nhuận của chúng ta, tức là những cái mã cổ phiếu nào mà chúng ta có lãi rồi chúng ta sẽ bán, và chúng ta sẽ đưa về một cái tỷ trọng cân bằng, đó là tiền mặt và cổ phiếu, nó là 50-50 nó ở trong những phiên giao dịch của tuần tới. Bởi vì trong cái quá trình mà kéo về đến vùng, giả sử như là VN30 phái sinh và VN30 kéo về vùng 840 điểm đến 850 điểm thì đây cũng là những vùng kéo gần như là vùng kéo hết lực. Và chính vì vùng kéo hết lực nên là chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta bán dần ra. Đó, cứ túc tắc chúng ta bán dần ra để chúng ta đưa về một cái tỷ trọng cổ phiếu tiền mặt 50-50 cho đến kết tuần. Ok, bản tin định lượng tuần này đến đây là hết. Đồng Lê xin chúc cả nhà có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân, bên gia đình. Tiếp tục đồng hành cùng với Hùng Lê trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, và tiếp tục chia sẻ những cái bản tin phân tích định lượng thị trường của Hùng Lê đến với anh chị em, đến với cộng đồng nhà đầu tư, để những người mà chưa biết thì sẽ biết đến và sẽ xem đây như là một cái kênh để tham khảo, để thêm những cái thông tin trong những cái quyết định đầu tư của mình, để làm sao đó họ có thêm được những cái nền tảng kiến thức tốt hơn và để tránh đi được những cái sai ở trên thị trường. Ok, như vậy thôi, sẽ gặp lại cả nhà trong các cái bản điểm tin tiếp theo.